Kính thưa quý anh chị trưởng cùng các em đoàn sinh gia đình Phật tử, chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền văn minh và khoa học kỹ thuật thuộc dạng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, vẫn có những phương pháp chúng ta cần áp dụng từ ngàn xưa để lại. Trong chương trình sinh hoạt chuyên môn của gia đình Phật tử, phần sinh hoạt thanh niên có một bộ môn mang tính cách ấy, phần tết rút dây hay còn gọi là rút dây. Mỗi khi dùng tới một sợi dây, chúng ta cần nhớ tới phương pháp này để thắt một sợi nút cho bền, cho chắc và cho đẹp. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu huynh trưởng Như Từ Hồ Văn Trúc, nguyên là ủy viên tổ kiểm gia đình Phật tử miền Quảng Đức và cũng là liên đoàn trưởng của gia đình Phật tử Huệ Quang, sẽ thực hiện những thao tác rút dây. Thưa các anh chị, hôm nay tôi được cái sự kêu gọi của một số các anh chị rất là nhiệt tình trong cái vấn đề sinh hoạt. Các anh chị mong muốn rằng chúng ta có một cái DVD để sau này có thể là làm những cái công việc mà một cách dễ dàng hơn khi chúng ta đọc trong tài liệu, vì có hình ảnh chúng ta dễ dàng hơn. Vì vậy hôm nay tôi mạo muội nhận cái lời này, với tất cả khả năng tôi có thể hiểu được, biết được bao nhiêu về gút, thì tôi dành hết tất cả để tôi thực hiện cái chương trình này. Trong cái chương trình này có thể là có những cái vấp váp mà ngoài cái sự mong muốn. Thì vì vậy nếu khi một anh chị nào đó hay là quý vị nào đó nhìn thấy những cái sơ sót như vậy thì xin quý vị hoan hỷ bỏ qua cho, và nếu được thì xin diễn dạy thêm để sau này chúng ta có những cái hoài bão, những cái sự thực hiện hơn, khác nó đúng hơn và hay hơn. Thưa các anh chị, thưa quý vị cùng các em, gút là một cái phương pháp chúng ta sử dụng dây, làm như thế nào để cho cái cọng dây khi chúng ta sử dụng nó chắc, bền, đẹp, nhanh và gọn. Điều quan trọng nữa là dễ tháo. Cái quan trọng hơn nữa của gút không phải là thắt gút mà tháo gút. Tháo gút trong đó nó có nhiều cái phương pháp để chúng ta tháo gút, mà cần chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì để tháo gút. Mặc dù có nhiều cái gút rất là dễ, cái đó cũng là một cái phương pháp để chúng ta tu học trong cái vấn đề chúng ta thực hiện cái gút. Nếu chúng ta nóng nảy để thực hiện một cái gút, khi chúng ta tháo gút thì lòn quàng chúng ta không tháo được mà lại càng thêm rối rắm hơn. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày để cùng các anh chị, khi các anh chị cùng các em thực hiện cái một cái gút thì các anh chị nắm bắt được một phần nào trong đó, thì cũng không ngoài sự mong muốn của chúng tôi. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin trình bày lần lượt từng cái nhóm gút để các anh chị và các em có thể nắm vững được. Thứ nhất, gút nó có 8 loại, 8 cái nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là gút nối giữa hai đầu dây. Nhóm thứ hai là để treo, để buộc. Nhóm thứ ba là để thoát hiểm. Nhóm thứ tư là để những cái loại ghế cứu người. Nhóm thứ năm là cái loại đan. Để nhóm thứ sáu là những loại trang trí. Nhóm thứ bảy là nhóm đan. Và nhóm thứ tám là cái nhóm ghép nối. Còn ghép nối hai đầu cây với nhau, khi chúng ta một cây ngắn mà không thể sử dụng trong một cái trường hợp dài được thì chúng ta phải ghép hai đầu cây với nhau, hoặc là chúng ta ghép lại thành chữ H, hoặc là ghép chéo để chúng ta sử dụng cái cây nếu cần thích hợp trong một trường hợp nào đó. Thì chúng tôi xin lần lượt trình bày sau đây cùng các anh chị. Tiếp theo đây tôi sẽ xin giới thiệu đến một cái nhóm gút, đó là gút thoát hiểm. Trong gút thoát hiểm nó có 4 loại gút khác nhau. Công dụng của gút thoát hiểm là chúng ta sử dụng cái phần dây mà từ trên cao chúng ta đi xuống. Có loại thì chúng ta phải lấy dây trở lại, nếu như dây dài thì chúng ta không cần phải sử dụng những cái dụng cụ khác, mà nếu như cọng dây ngắn thì chúng ta làm sao để chúng ta xuống, mà mục đích là chúng ta xuống được rồi thì chúng ta phải lấy lại cọng dây. Đó là cái hay của gút thoát hiểm, và chúng tôi xin giới thiệu đây là cái gút đầu tiên hết của gút thoát hiểm, dùng bằng cái loại gút gọi là gút néo để chúng ta xuống, dùng cọng dây đôi. Và tôi sẽ làm cái gút này, và các anh chị và các em có thể nhìn vào đấy, nếu được thì có thể thực tập nhiều lần thì sẽ nhuần nhuyễn.
Thưa các anh chị, đây là cái cọng dây đôi. Nếu như cọng dây dài, chúng ta có dài giữa cái khoảng mà từ trên cao chúng ta xuống, chẳng hạn như trên nhà lầu hay trên một cái cây nào cao đó mà cọng dây đủ dài để chúng ta xuống, thì chúng ta dùng cái gút néo thì nó như thế này. Chúng ta dùng cọng dây đôi và chúng ta chuyền qua, nhớ dây đôi như vậy. Thưa các anh chị, đây tay chúng ta lòn vào trong này, chúng ta đưa kéo cọng dây này ra, xoay qua này, chúng ta cầm cọng dây này và kế tiếp là chúng ta kéo cọng dây. Thưa các anh chị, nhớ kéo cọng dây này, cái nút này nó quan trọng. Khi mà nó làm rồi thì nó ở đây nó giống như một cái gút, gần giống như một cái gút gỗ đơn. Vì vậy cọng dây này nó sẽ giữ cọng dây kia. Và điều quan trọng là chúng ta phải kéo chắc cái cọng dây này, và chúng ta chỉ có xuống một cọng dây này một thôi. Nhớ như vậy, cọng dây này là cọng dây để khi chúng ta xuống tới nơi, chúng ta tháo nó xuống. Và khi chúng ta dùng cái lực vào trong này, luôn luôn giữ cái lực. Nếu chúng ta không giữ lực thì cái gút gỗ đơn ở trên này nó bị tuột ra và chúng ta sẽ bị rớt. Vì vậy dây này luôn luôn giữ chắc. Và thưa các anh chị, ở đây rất là chắc, và chúng ta có thể đu cả người lên. Chúng ta xuống từ từ. Khi tới nơi rồi thì thưa các anh chị, chúng ta cầm cái mối dây này để chúng ta kéo và chúng ta lấy dây xuống. Như vậy là xong, hoàn thành một cái gút này, gọi là gút thoát hiểm, sử dụng bằng gút néo. Và tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu một cái gút thoát hiểm khác nữa. Gút này chúng ta sử dụng một cái gút ghế đơn đầu tiên hết. Thưa các anh chị, đây là một cái gút ghế đơn đầu tiên hết mà chúng ta sử dụng, chúng ta làm. Cái gút ghế đơn này khi chúng ta làm, chúng ta kéo cho dài cái mối này. Cái mối này mục đích là cái mối này để cho nó dài hơn. Còn cái vòng này, vòng nhỏ để làm gì? Để khi chúng ta máng lên cái cây, máng qua cái cây, chúng ta lon cái vòng này vào trong này và chúng ta đưa lên. Cũng lại một lần nữa, chúng ta dùng cái gút gỗ đơn ở trên đây đè cái mối dây này xuống và chúng ta giữ chắc như vậy, và chúng ta từ cái cọng dây này chúng ta tuột xuống. Nếu cọng dây này là cọng dây ngắn thì chúng ta sử dụng cách thứ hai, chúng ta sử dụng như vậy. Chúng ta tuột xuống tới nơi rồi. Khi chúng ta đã tới đất rồi thì chúng ta có thể cầm cái mối dây này lắc lui lắc tới mấy cái vài vòng thì cọng dây nó rớt xuống và chúng ta lấy. Như vậy là chúng ta đã xuống tới đất, sử dụng được cái gút này, chúng ta lấy cọng dây lại. Đó là cái gút thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu với các anh chị trong nhóm thoát hiểm. Thưa các anh chị, cái gút kế tiếp trong nhóm thoát hiểm tôi muốn giới thiệu với các anh chị, đây là cái gút chúng ta sử dụng, cũng là một cái cọng dây ngắn chúng ta sử dụng, và khi xuống tới chúng ta cũng có thể lấy được cái gút xuống. Đó là chúng ta sử dụng cái gút mỏ chim. Thưa các anh chị biết được cái gút mỏ chim rồi. Đây, mỏ chim nó giống như mỏ con chim. Chúng ta gút xuống, gút này ta để lên, chúng ta để lên trên này và cọng dây này chúng ta lòn qua, lòn cọng dây qua, lòn đưa hết luôn toàn bộ cọng dây này cho đến khi xuống hết cọng dây này, xuống hết chúng ta xuống. Như vậy là chúng ta cứ việc xuống thôi. Xuống tới nơi rồi mà trước khi chúng ta xuống, các anh ta phải làm như thế nào đây? Đây một cái cọng dây nhỏ khác, tại vì dây này ngắn quá không đủ nên từ ra chúng ta dùng cái cọng dây nhỏ này, chúng ta buộc nó vào đây. Thưa các anh chị, buộc vào đây. Nếu như buộc vào đây muốn cho chắc thì các anh chị có thể, như các anh chị học gút rồi thì có thể sử dụng cái gút chân ổng để chắc chắn rằng mình kéo cọng dây này nó xuống mà nó không có tuột. Rồi cùng hai cọng dây và chúng ta theo cái cọng dây chính để chúng ta xuống. Không bao giờ tuột hết. Xuống tới đất rồi chúng ta sử dụng cọng dây nhỏ này. Xuống đây giùm tôi thì nó sẽ xuống tới nơi và chúng ta lấy cọng dây lại. Thưa các anh chị, nó không khó. Tất cả các loại gút nó không khó cho lắm, chỉ có ứng dụng làm như thế nào để cho nó thích hợp và chúng ta có thể sử dụng một cách rất là dễ dàng. Kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu một cái gút nữa trong nhóm thoát hiểm. Đó là cái gút nếu chúng ta có sợi dây dài, cọng dây dài đủ gấp đôi cái khoảng cách chúng ta xuống thì chúng ta dùng cái gút này. Gút này thật là rất là dễ. Gút này gọi là gút sử dụng bằng cái loại gọi là xúc xích. Thưa các anh chị, chúng ta sử dụng cọng dây đôi như thế này. Chúng ta máng qua cọng một cái vật gì trên đó, cây hành lang, lan can hay nhánh cây gì đó. Và như vậy từ từ chúng ta chịu việc chúng ta đan thôi. Đan qua này, nay xong lấy cọng dây này kéo về. Kéo về xong rồi đan qua rồi kéo về rồi đan qua. Như vậy các anh chị cứ làm như vậy cho đến khi nào nó xuống tới dưới thì thôi, hết cái cọng dây thôi. Thì như cuối cùng xong rồi chúng ta từ trên này chúng ta đi xuống. Nếu người nào ngon hơn nữa, giỏi hơn nữa thì cứ việc vừa đan vừa xuống, không sao hết. Tay này đan tay kia xuống. Xuống tới dưới rồi thì chúng ta làm sao để lấy cọng dây? Thưa các anh chị, cái gút này là gút xúc xích và cứ hết kéo, cứ kéo hết cái này chạy qua cái khác, cứ kéo cái này thì cuối cùng chúng ta lấy được cái cọng dây xuống. Đó là hoàn thành cái gút thoát thân nữa. Thưa các anh chị, vừa rồi đó là cái nhóm gút thoát thân gồm bốn cái gút.
mà mục đích của nó, tôi nhắc lại một lần nữa, thì không ngoài cái vấn đề mà chúng ta thoát từ trên cao xuống bằng mọi cách, bằng cái cọng dây mà chúng ta có được, tùy theo dây dài ngắn, làm như thế nào đó để cho chúng ta xuống một cách an toàn. Xin có thể là các anh chị, các em nhìn vào trong đó và có thể thực hiện được khi nào chúng ta cần. Thưa các anh chị cùng các em, tiếp theo tôi xin làm một cái group kế tiếp, đó là cái group thang dây. Chúng ta sử dụng thang dây để leo lên hay là tụt xuống. Chúng ta có thể khi chúng ta làm trại sàn, hoặc là chúng ta muốn lên một cái cao, trên cái cây cao để làm cái trại ở trên cây cao, và khi chúng ta xuống có thể sử dụng sang thang dây, hoặc là tùy nghi chúng ta có thể phương pháp nào, có thể là trên thuyền lên xuống thuyền cũng có thể sử dụng thang dây. Thì ở đây chúng tôi xin làm cái gút thang dây để cùng các anh chị. Trong gút thang dây có 3 loại để chúng ta thực hiện. Nhất, một loại dễ nhất đó là chúng ta sử dụng cái gút thòng lọng. Cái thứ hai là ta sử dụng cái gút số 8. Và cái thứ ba, chúng ta dùng chính cái cọng dây và chúng ta đan lại để chúng ta làm thang dây. Và đây là cái loại thứ nhất chúng tôi làm bằng cái gút thòng lọng. Thứ nhất, chúng ta đưa cọng dây vào, đầu nào cũng được, một đầu hoặc hai đầu, đầu nào cũng được, chúng ta buộc để chúng ta giữ trên cái phần trên. Chúng ta giữ cái phần trên như vậy, một phần bên này chúng ta đã có, phần thứ hai chúng ta lòn vào. Ở đây không đòi hỏi chúng ta bằng phía nào, phía hai đầu dây cũng được, bằng một đầu dây cũng được, làm như thế nào chúng ta giữ được ở trên này. Đây là việc đầu tiên. Đầu thứ hai nữa, kế tiếp nữa, chúng ta làm gút thòng lọng. Và thòng lọng, nhớ rằng chúng ta bắt cái cọng dây này, chúng ta kéo lên. Và cái cọng dây khi làm gút thòng lọng này, cái cọng dây mà để chúng ta lòn vào đây, cái thanh chúng ta lòn vào đây, thì nó phải được nằm và giữ từ trên xuống bởi một cái gút này. Nếu ngược lại thì nó không hay. Và chúng ta lấy một cái cây, chúng ta để vào, chúng ta kéo lại. Bên này cũng giống hệt như vậy nữa, chúng ta làm cái gút thòng lọng. Cái vấn đề ở đây là chúng ta làm như thế nào đó, canh hai bên cho nó ngang nhau, bằng nhau. Và như vậy là chúng ta đã có một cái nút thang. Và kế tiếp, chúng ta làm cái kế tiếp nữa, một cái gút thòng lọng kế tiếp. Thưa các anh chị, đây, một cái cây thứ hai, ví dụ một cái cây thứ hai chúng ta làm vào bước, để vào đây, cái cây thứ hai, gút thòng lọng. Và bên này nữa, cũng lại nữa, lại một lần nữa, chúng ta làm cái gút thòng lọng. Ở đây chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng gút thòng lọng. Và chúng ta có cái bậc thang thứ hai. Như vậy là chúng ta đã có hai bên này, chúng ta canh cho nó ngay thẳng như vậy. Như vậy là chúng ta đã có. Cuối cùng chúng xuống dưới thì chúng ta buộc cứng ở dưới, hoặc là chúng ta thắt cái đầu này lại cho nó chắc bằng cây gút. Và chúng ta như vậy, chúng ta tự do, chúng ta bước lên bước xuống. Ở đây chúng ta tự do, chúng ta bước lên bước xuống, không sợ sệt bất cứ một điều gì hết. Cho dù một em nhỏ chỉ biết nắm hai đầu và dùng chân mình bước lên thì cũng có thể bước được. Thưa các chị, đây là cái gút làm thang dây bằng thòng lọng. Rồi tiếp theo là một cái gút nữa để làm thang dây. Chúng ta sẽ sử dụng bằng cái gút số 8. Ở đây chúng ta làm cái gút số 8. Gút số 8 thì như thế này cả. Chúng ta đã học gút số 8 thì chúng ta biết rồi. Lòn qua và tạo thành một cái gút số 8. Bên cạnh đó chúng ta để cái thang dây vào. Ở đây nhớ cái móc này nó đi lên trên này, thành thử ra rất an toàn cho chúng ta. Và thứ hai, bên này cũng vậy nữa, lại một lần nữa cái gút số 8. Điều chỉnh làm như thế nào để hai cái gút này nó bằng nhau. Cọng thang này nó bằng nhau thì chúng ta sẽ có được cái gút số khi gút làm thang dây. Kế tiếp xuống dưới chúng ta cũng tiếp tục làm một gút số 8 như vậy nữa. Cho cái bậc thang kế tiếp. Bên này cũng lại một lần như vậy nữa.
và cuối cùng hết, cũng giống như cái gút thông lòng hồi nãy, chúng ta có thể khóa lại hoặc là chúng ta đóng cây dưới, chúng ta dằn cây gút lại. Và chúng ta có những bậc thang để chúng ta bước tùy theo lớn nhỏ, dài ngắn để chúng ta bước rất là chắc. Tiếp theo, tôi xin làm một cái gút khác trong cái gút làm thang dây, đó là cái cọng dây. Nếu chúng ta tay cái cọng dây của chúng ta dài, chúng ta tự lấy cọng dây đó để làm những bậc thang chúng ta lên xuống bằng cái cọng dây chính của nó. Và đây là cái cách thức làm, chúng ta lấy cọng dây chúng ta quàng qua bên này để thêm một vòng bên này nữa, nắm lại, và chúng ta dùng cọng dây phía bên này, chúng ta đang ngã nào cũng được, đang qua đang về ngã nào cũng được. Chúng ta đang cái gút này chúng ta làm hơi mất công, là tại vì chúng ta phải dùng một cái cọng dây mà chúng ta làm nguyên cả một cái thang, vì muốn chắc, muốn bền, muốn chắc thì thật ra chúng ta phải đan cho nó sát với nhau. Nếu như chúng ta đan không sát với nhau thì cái bước chân của chúng ta nó bị dính, là không dính cái gì hết, chỉ có một điều là nó làm cho mình không thoải mái, nó bị cái chân bị bó lại. Vì vậy chúng ta nếu không muốn bó lại thì dùng cái cọng dây lớn một chút và chúng ta đan cho nó sát vào nhau. Và cuối cùng khi chúng ta đã đan rồi nhiều lần như vậy từ bên này qua tới bên kia rồi, thì chúng ta lấy cái mối dây mà chúng ta đang đan để lòn vào cái mối mà có sẵn, lòn trên này vào cũng được, thêm một lần cũng được, lòn dưới này cũng được, tùy theo chúng ta muốn đan như thế nào đan, chúng ta lòn như thế nào. Nói chung là chúng ta lòn vào cái cọng dây trong cái lòn. Và như vậy thì chúng ta đã có một cái bước để chúng ta làm. Kế tiếp thì cũng như vậy nữa, chúng ta làm một vòng làm như vậy nữa, và bắt cái cọng dây này chúng ta lại kế tiếp đan, cứ lại đan như vậy nữa, rồi chúng ta lại xỏ vào từng tuần tự như vậy, có một cái cọng cái thang dây xuống và chúng ta có thể leo lên leo xuống bằng cái cọng dây. Đó là cái gút thang dây trong cái nhóm gút thang dây. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu cái gút này để làm cái gút gọi là gút xích đu. Thì không ngoài mục đích đã gọi là xích đu rồi, thì chúng ta ở trong nhà, trong vườn chúng ta có cái cây, hay là chúng ta làm những cái trò chơi cho các em, các con ở nhà, dùng bằng một cái miếng ván dưới để chúng ta làm cái ngồi, các em có thể đu qua đu lại, mà chúng ta dùng cái gút một cách an toàn để cho các em làm như vậy. Thì có thể dùng dây đôi, dây chiếc cũng được, không sao hết. Điều quan trọng là cái gút làm như thế nào, chúng ta gút cho nó chính xác, cho nó đúng. Thì điều đó là điều quan trọng. Ở đây bằng nhau ở dưới này, trên này có thể là sơn ca, hay là trên này có thể là một cái gút gì đó để giữ lại, hoặc là trên này chúng ta có thể sử dụng một cái gút để treo lên cho nó có hai bên cho nó dễ dàng hơn một chút xíu. Thì chúng ta dùng một cái sơn ca để chúng ta treo lên hai đầu cho nó dễ dàng. Và khi như vậy rồi, chúng ta dưới này có hai cái móc, hai phần như vậy cho nó bằng nhau. Điều quan trọng là chúng ta chỉnh cho nó bằng nhau cái phần này. Và ở bên này rộng hay là dài, ngắn hay là như thế nào đó là do cái phần điều chỉnh của chúng ta. Chúng ta phải làm như vậy. Tương đối ở đây là tương đối đều. Nếu là một dây một thì cũng được, dây hai cũng được, dây ba. Đây là phần chắc mà chúng ta làm như thế nào để cho nó chắc. Và kế tiếp nữa, chúng ta lấy một miếng ván, chúng ta để vào thì chúng ta dùng quấn lại một vòng. Ba vòng như thế nào này, ở đây ba vòng như thế này, và chúng ta để cái vòng này trong này, vòng này ra ngoài, và chúng ta lòn cái vòng này ra, kéo vòng này ra, tròng xuống dưới miếng ván và chỉnh lại cọng dây cho nó đều hai bên, thì cọng dây này được giữ thật chắc. Khi chúng ta càng ngồi thì nó càng chắc, càng ngồi thì càng chắc. Và bên này cũng vậy nữa, chúng ta cũng làm một cái lần như vậy nữa.
vòng như thế này đây, và cũng một lần nữa chúng ta để cọng dây bên trong để ra ngoài bên này, ra nằm chính giữa đây, ngay chính giữa bên trong, và chúng ta để chính giữa như thế này, giữ cọng dây này ở đây, và từ trong này chúng ta kéo cọng dây này, chúng ta đưa ra ngoài lòn xuống như vậy, và sau đó chỉnh lại cái cọng dây làm như thế nào đó cho nó nằm cho nó an toàn. Thì hai bên này tất cả đều được những cái gút này, hai bên nó giữ càng ngồi thì càng chắc. Vậy như vậy chỉnh làm như thế nào cho nó đều giữa này, nhất hai mối này nó lên nằm được như thế này, bên này cũng vậy nữa, chỉnh để cho nó lên bằng cách rút bên này, rút dây này, rút dây kia để nó lên từ từ. Nếu như nó không lên đều thì nó không có hay lắm, không có đẹp lắm. Vậy thì nó như vậy thì chúng ta đã có một cái ghế ngồi, càng ngồi thế này thì nó càng chắc và tự do thoải mái để mà đưa qua đưa lại không sao hết. Đây là cái ghế xích đu mà chúng ta tạm thời, nếu như mà chúng ta sử dụng ở trong nhà cho con em chơi thì được, hoặc là nếu khi chúng ta đi cắm trại ở ngoài kia có một vài cái cây, chúng ta làm như vậy cho đoàn sinh chúng ta chơi tạm thời thì chúng ta dùng cái gút này gọi là gút xích đu. Để bắt đầu, chúng tôi xin giới thiệu cái gút đầu tiên hết trong cái nhóm gút nối. Đây là cái gút đầu tiên, là cái gút dẹp, chúng ta gọi là gút dẹp. Gút dẹp có công dụng nối hai đầu dây bằng nhau, càng chẽ kéo thì càng siết chặt lại. Chúng ta sử dụng để làm gì? Để khi chúng ta gói một cái món quà, chúng ta có thể dùng cái gút này, chúng ta buộc cái gói quà lại. Và cái điều nữa là chúng ta có thể cột cái khăn quàng, nếu như chúng ta sử dụng cái khăn quàng, chúng ta để chúng ta làm cái cán, khi chúng ta dùng cái cây để chúng ta làm cái băng ca giả tạm thì chúng ta dùng cái gút này. Đó là những cái công dụng của nó, và đây là cái cách thức làm như thế nào để cho nó dễ dàng. Ở đây chúng ta tay phải và tay trái, hai đầu dây này nó bằng nhau và chúng ta muốn nối lại, tay phải chúng ta đưa lên trên cọng dây, tay trái dựng vào đây và chúng ta quay một vòng bên tay này, tay trái. Và kế tiếp, nếu là cái gút dẹp thì chúng ta để hồi nãy tay phải để lên trên, thì bây giờ tay phải chúng ta phải để xuống dưới, cũng quay một vòng như vậy nữa, và chúng ta kéo lại hai cái đầu dây dài và hai đầu dây ngắn là cái đầu dây phụ thuộc, cầm kéo lại, càng kéo thì càng chắc, càng kéo thì càng chắc. Đây là cái phần gút dẹp. Và tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu một cái gút kế tiếp, đó là cái gút thợ dệt. Gút thợ dệt có hai loại, một loại chúng ta gọi thường là thợ dệt, và thứ hai nữa, khi gút thợ dệt qua tới Việt Nam nó biến dạng thành thợ ra, chúng ta gọi thêm một cái nữa là gọi thợ dệt Việt Nam. Và đây là cái gút thợ dệt bình thường. Thì gút thợ dệt bình thường chúng ta nối những cái loại dây, công dụng của nó là nối những loại chỉ, những loại nhợ mà có thể là hai cái đầu nó không bằng nhau, như cọng dây đây, quý vị nhìn thấy hai cọng dây đây nó không bằng nhau. Thì cách thức làm như thế nào, chúng ta cũng như vậy nữa, tay phải để dưới tay trái, hoặc là để trên tay trái cũng được, nắm đầu dây lớn lại và đầu dây nhỏ bên này, chúng ta xoay một vòng, chúng ta chùi vào trong cái mối trong này. Như vậy đây là chúng ta có gút thợ dệt và chúng ta kéo. Nó rất là chắc, cái gút thợ dệt này nó dùng để nối chỉ và nối những cái sợi dây không bằng nhau. Để tiếp theo, hồi nãy chúng tôi có nói là gút dệt nó có hai loại, một loại thường và một loại Việt Nam. Thì bây giờ là cái loại gút dệt Việt Nam, cũng công dụng cũng như cái gút dệt hồi nãy, đó là nối hai đầu dây, nối hai đầu chỉ, có thể là bằng nhau, cũng có thể là không bằng nhau. Gút này thì nó nhanh, dễ nhớ, nhưng có cái điều nhược điểm của nó là nó hơi thô, có nghĩa là cái hơi lớn cái mối. Thực ra tùy nghi để chúng ta sử dụng. Thì ở đây là cách thức làm, hai đầu dây chúng ta để vào với nhau phía trong này, đây cọng dây nằm phía trong tay của chúng ta lấy cọng dây này quấn qua một vòng như thế này, và chúng ta lòn tay vào đây, chúng ta đưa vào, bắt cái mối này chúng ta để vào, xong rồi chúng ta kéo mối bên này, một đầu này có một mối và đầu này có ba mối ra cùng một lúc ba chỗ như thế này. Thì ở đây là cái gút dệt, thợ dệt mà chúng ta tạm gọi là thợ dệt Việt Nam. Ở đây một đầu một mối và một đầu này ba mối cùng một chỗ. Để tiếp theo trong cái nhóm nút
nối, thì chúng tôi xin giới thiệu cái nút gọi là nút đầu ruồi. Nút đầu ruồi nó có hai cách để làm, và cái công dụng của nó là để nối những cái loại dây mà mỏng dẹp, giống như những loại mà ở Việt Nam hay dùng, đó là lạc chẻ bằng dây dừa, dừa nước, hoặc là bằng mây tre chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái nút đầu ruồi này. Thì nó có hai cách. Đây là cách thứ nhất, nó rất là dễ dàng, chỉ có cầm hai mối lại với nhau, chúng ta bỏ qua một vòng đây, và như vậy là cái nút đầu ruồi, đã có cái nút đầu ruồi. Và kế tiếp là cái nút đầu ruồi, cái cách làm thứ hai. Cũng vậy, cái tay phải chúng ta bỏ lên trên và chúng ta xoay một vòng dưới cái cọng dây này, chúng ta bỏ lên lòn vào trong cái mối mà cái vòng tròn chúng ta đã tạo thành. Và cái thứ hai cũng bên này, chúng ta lại ngược cọng dây bên này, chúng ta viền vào cái vòng tròn đó, cả hai mối cùng vào trong một vòng tròn, và hai bên như thế này. Đây là cái nút đầu ruồi cùng một vòng tròn cùng một bên. Như vậy khi chúng ta kéo lại thì những cái nút này nó dùng cho những cái loại dây mà dẹp thì nó rất là chắc, có thể dùng cho những cái loại dây mà sắt thì cũng có thể dùng được với cái loại nút đầu ruồi này. Đây là cái nút đầu ruồi thứ hai. Và đây là cái nút kế tiếp, là cái nút số 8. Gút số 8, cái công dụng nữa để làm, chúng ta có thể làm thang dây như hồi nãy. Chúng ta có thể sử dụng gút số 8 để làm thang dây, cũng có thể sử dụng cái nút gút số 8 này để mình thắt một cái đầu dây cho nó đừng có tua. Và khi chúng ta nếu như đi cắm trại hay nhà, chúng ta cần phải che lên một miếng lều, mà trong cái miếng lều chúng ta nó có cái khoen sẵn rồi, thì chúng ta dùng cái nút gút số 8 này, chúng ta buộc vào trong cái khoen. Thì ở đây là cái cách làm gút số 8. Thì khi mà làm xong rồi, nhìn giống hệt nút số 8 ở đây, cầm một vòng hay là cái quen nằm ở đây, thì chúng ta để là xây qua một vòng phía bên này và chùi lại vào trong quen này thôi. Thì ở đây chúng ta đã thấy được cái dạng của số 8. Và như vậy thôi, chúng ta chỉ cần kéo thì trong cái quen này thì nó giữ chắc lại. Đó là nút số 8. Hoặc là cái đầu này nó sẽ không bị te tua. Hoặc là khi làm thang dây thì như vậy đây, chúng ta tiếp tục cái cọng dây kế tiếp xuống, chúng ta tiếp tục những cái phần khác, thì đó là cái nút số 8. Gút kế tiếp là cái gút trong cái nhóm nối dây, đó là cái gút có người thì gọi là thờ câu, có người gọi là ông câu. Mục đích cái gút này thì là để nối những cái loại dây mà trơn, giống như dây cước để chúng ta khi mà những người đi câu cá chúng ta dùng, hoặc là dây điện thoại, hoặc là dây điện mà khi chúng ta ở nhà sử dụng vào những cái việc khác, dùng những cái dòng loại dây trơn. Nó có thể nối cái loại hai loại dây bằng nhau hoặc là không bằng nhau. Và đây là cách thức làm hai cái đầu dây. Chúng ta hai đầu dây như thế này, chúng ta để vào nhau. Và như thế này, bên này chúng ta buộc vào bên này một cái gút. Giống như hồi nãy là cái gút ruồi bên này, và bên này cũng là như vậy nữa, buộc vào một cái gút giống như là cái gút ruồi nữa. Hai bên ngược nhau thôi, không có gì là khó khăn ở đây. Có thể kéo dài ra, và khi chúng ta siết chắc lại hai đầu này thì chúng ta kéo lại với nhau. Nhớ khi mà chúng ta làm những gút này với những cái dây trơn thì đầu này chúng ta phải rút thật chắc trước, khi chúng ta kéo lại thì những mũi dây này không bị tuột ra và rất là chắc. Chúng ta có thể sử dụng cái gút này cho những loại dây trơn bằng nhau hoặc là không bằng nhau. Tôi nó có một loại dây gút kế tiếp mà chúng tôi muốn trình bày ở đây, đó cái gút gọi là gút tam cố. Gút này nó sử dụng cho những cái loại dây thừng lớn hoặc là những dây cáp mà chúng ta không thể nào dùng những cái gút khác được, mà chúng ta phải sử dụng cái gút này để cho nó dễ dàng, cho nó chắc. Vì những loại dây cáp có thể là nó khi chúng ta uốn nó lại có thể nó bung ra, tự động nó bung ra, hoặc là những cái dây thừng lớn như thế này, hoặc hơn nữa thì chúng ta không thể nào dùng cái sức chúng ta mà để kéo được. Thì vì vậy chúng ta phải dùng một cái cọng dây nhỏ khác nữa để chúng ta buộc cái gút này, và cái gút này gọi là tam cố. Ở đây cái cách thức làm như thế này cũng đơn giản, là chúng ta để hai cái mối vào nhau, và bên này
một phần bên này chúng ta quay một vòng cho nó đi vào bên này, và chúng ta kéo quanh này, ở đây là điều quan trọng. Và bên này ngược lại cũng vậy nữa, chúng ta xoay một vòng đi vào trong này giống như cái gút ruồi, và cái kế tiếp chúng ta thả ra ngoài này. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải có một cái cọng dây nhỏ, chúng ta buộc cái cọng dây này lại, hai cọng dây này chúng ta buộc lại với nhau, hai vòng, ba vòng, cái này tùy nghi chúng ta buộc lại làm như thế nào đó nó cảm thấy mình cảm thấy nó chắc, nó đủ. Mặc dù cái này là chỉ có giữ vào đây thôi, cái gút này nó đã khóa ở đây rồi thì nó không phải làm chúng ta phiền lòng. Mà nếu như là cái dây thừng thì dễ, nhưng mà dây cáp thì nó dễ bị bung, vì vậy chúng ta khóa ở đây cho nó tương đối, làm như thế nào cho nó dễ, nó chắc chắn một chút xíu. Đó là tùy thuộc cái khóa của chúng ta, không đòi hỏi là chúng ta phải mấy vòng, tùy theo cái cọng dây cứng hay mềm để chúng ta khóa nó lại. Và chúng ta dùng những cái gút nhỏ để chúng ta khóa những cọng dây này, tùy thuộc vào chúng ta làm như thế nào để cho nó dễ dàng cho chúng ta thôi. Mục đích là cái gút tam cố ở đây là cái đầu này nó phải có khóa ở đây, và đầu này nó bị buộc lại bởi, được buộc lại bởi cọng nhỏ. Và như vậy ở đây rồi thì cho dù có nặng cỡ nào, có kéo cỡ nào đi nữa thì gút này vẫn chắc, vì ở đây nó đã có một cái khóa. Vì ở đây trước khi nó bung cái mối ra thì nó phải qua cái khóa này trước. Vì vậy mà chúng ta sử dụng cho những cọng dây lớn dễ bung hoặc những dây cáp, thì đây là cái gút tam cố. Kế tiếp trong cái nhóm gút nối thì tôi xin giới thiệu cái gút kế tiếp là gút ngành tre. Gút ngành tre nó có 3 loại: ngành tre thường, ngành tre kép và ngành tre ngược. Và đây đầu tiên hết là cái ngành tre thường. Gút này có công dụng để nối các loại dây mới chẻ ra giống như lạc, mây, tre, hoặc là những cái loại dây cứng như dây thép, dây kẽm thì chúng ta có thể sử dụng cái loại gút này. Mà nhưng thép kẽm thì chúng ta sử dụng cái loại gút ngành tre ngược hoặc là ngành tre kép thì nó chắc chắn hơn là ngành tre thường. Ngành tre thường thì nó hơi yếu hơn nhưng nó dễ làm. Ở đây là cái cách làm. Tay phải chúng ta đưa vào dưới, và cũng với cái mối phía dưới này chúng ta đưa lên, lòn vào cái khoen mà nó đã có sẵn, cái vòng tạo sẵn của nó. Và bên này tay phải với cái mối bên trái thì chúng ta cũng lòn ngược lại với cái khoen như vậy. Và khi hai cái mối nó ngược nhau như thế này thì chúng ta kéo, thì chúng ta thấy lại nó giống như cái ngành tre. Tại sao gọi là ngành tre? Tại vì cái con cá tre nó có cái đầu của nó có hai cái ngành ở hai bên, và khi nó chạy thì nó lắc qua lắc lại như thế này. Cái chúng ta nôm na gọi là cái kỳ đó. Và cái này dùng để nó bảo vệ cho nó. Thành thử ra cái gút này nó có hai bên giống hệt như vậy, chúng ta gọi là ngành tre. Ở đây là ngành tre thường. Và cái ngành tre thứ hai là ngành tre kép. Thì ngành tre kép cũng như ngành tre thường, chỉ có một điều là nó vấn hai vòng. Nhớ khi chúng ta quấn hai vòng, cùng tay phải để dưới tay trái hoặc là để trên tay trái, tùy theo cái sự thuận tay của các anh chị và các em như vậy. Và chúng ta nhớ vấn hai vòng, thêm một vòng nữa, thay vì ở cái vòng này thì chúng ta đã đưa vào đây rồi, thêm một vòng nữa chúng ta cũng đưa vào như vậy. Và bên này cũng vậy nữa, thay vì chúng ta đưa vào liền, nhưng không, thêm một vòng nữa rồi hãy chúng ta đưa vào. Thì cái này gọi là ngành tre kép là đôi, mà thường thì là một, là đơn hay là thường thì chỉ một vòng thôi. Cái này nó chắc hơn, nó thô hơn một chút nhưng nó chắc hơn. Thì ở đây là cái gút ngành tre kép. Và đây là cái nút gút ngành tre ngược. Công dụng thì như hồi nãy đã nói, dùng cho những cái loại dây mới chẻ hoặc là dây thép, dây kẽm thì chúng ta dùng cái loại gút này. Và đây là cái cách thức làm. Ở đây chúng ta để hai đầu vào với nhau như thế này, và chúng ta giữ một đầu, dùng cái đầu này, dùng cái mối của nó đưa vào, và chúng ta từ quấn cái mối này vào đây một vòng, và thêm một vòng nữa. Nếu một vòng không thì bên kia một vòng nữa nó trở thành nút ông câu, nhưng thêm một vòng nữa nằm ở bên này, chúng ta kéo nó lại. Và bên này cũng giống hệt như vậy, ngược lại một vòng ông câu, vòng thứ hai trở thành ngành tre ngược, kéo lại. Và khi đó chúng ta kéo hai mối dây này với nhau thì nó sẽ có cái gút ngành tre ngược. Ở đây gút ngành tre ngược
gần giống như nút ong câu nhưng nó hai vòng, nó ngược lại với nhau. Và kế tiếp trong cái nhóm gút nối là cái gút bò, chúng ta gọi gút Việt Nam chúng ta gọi là gút bò, một số sách gọi là nút carriage. Thì ở đây công dụng của nó, nếu như nó có hai loại, một loại đơn và một loại kép. Cái loại đơn thì chúng ta có thể sử dụng để nối những cái loại dây nhỏ với nhau, nối trở thành, khi chúng ta nắm kéo chắc thì nó trở thành cái gút chữ thập. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái gút này để nối những cái loại dây thép nhỏ thì nó vẫn chắc chắn như thường. Điều quan trọng là khi gút đơn này thì khi nối thì chúng ta phải cầm và kéo cho nó chắc trước khi chúng ta sử dụng. Thì ở đây một cái cách cũng nữa, tay phải để dưới tay trái hay là tay trên tay trái tùy thuộc vào cái tay thuần của mình. Cái này không đòi hỏi là bên nào, chúng ta xoay một vòng tương tự như gút dẹp. Mà nếu như là gút dẹp thì chúng ta để ngược lại cái vòng, nhưng cái gút bò thì chúng ta lại để thuần theo. Nếu để dưới, tay trái để dưới thì bây giờ tay trái cũng để dưới, tay phải để dưới, bây giờ tay phải cũng để dưới. Và khi chúng ta xoay lại một vòng nữa thì nó ngược lại. Thay vì gút dẹp thì nó nằm cùng chiều, đây gút bò nó không nằm cùng chiều. Nếu như ở đây là những loại dây thép ngắn hay dây thép nhỏ thì chúng ta kéo thật chắc cái mối này trước khi chúng ta sử dụng thì nó vẫn chắc chắn như thường. Và ở đây nó có thể thành cái gút mà chúng ta sử dụng bốn cánh, cả bốn ngã đó. Hoặc là chúng ta có thể như là gút bò đơn hay là carriage đơn thì chúng ta dùng đây, cũng dùng còng dây nhỏ chúng ta buộc lại, dùng còng dây nhỏ chúng ta buộc lại, thì ở đây là gút carriage đơn. Và cái kế tiếp, cách làm cái kế tiếp cái gút gút bò, tạm gọi là bò kép hoặc là carriage kép, thì chúng ta cũng giống như carriage đơn nhưng nó có hai vòng. Và cái này thì chúng ta có thể dùng để nối những cái loại dây cáp lớn hay là những cái loại dây thừng lớn hơn. Và cũng như vậy, cũng phải sử dụng hai cái dây nhỏ để buộc hai đầu. Thì đây là cái cách làm của cái carriage kép. Và lúc này nó ngoài đặc biệt những cái công dụng khác thì nó có công dụng để bắt đầu một cái gút mà chúng ta làm cái gút thắt nút áo, thì nó bằng sử dụng bắt đầu bằng cái gút này. Thì đây là cách làm chúng ta để hai cái mối vào nhau như thế này đây. Và chúng ta dùng cái một đầu bên này, chúng ta quay ngược lại, chúng ta để vào đây, chúng ta kéo cái mối này lên và bắt chính cái mối của nó lòn vào trong này, và chúng ta kéo lại để cho nó thành, lật lại thì nó thành một cái carriage kép đây. Và khi mà còng dây cáp lớn hay là những dây thừng lớn thì chúng ta phải cùng dùng ở đây, chúng ta buộc lại một cái còng dây nhỏ, chúng ta buộc ở đây lại thì nó mới chắc được. Càng lớn thì chúng ta phải càng buộc ở đây cho nó chắc, tùy ở đây tùy thuộc, giống như nút tam cố thì ở đây cũng tùy thuộc là chúng ta buộc bao nhiêu vòng ở đây. Rồi ngược lại ở bên này cũng vậy nữa, chúng ta cũng phải sử dụng một cái đầu chúng ta, cái còng dây nhỏ chúng ta buộc ở bên này. Thì đây là một cái carriage bò đôi hay là carriage kép hay là một nút bò kép. Mà ở đây là bắt đầu cho một cái gút mà chúng ta sẽ học trong tuần tự sau đây, là một cái gút mà làm nút áo. Thì từ cái chỗ này ở giữa này nó đã có một cái khoen sẵn, và từ như vậy nút áo lòn mối qua và lòn một mối qua nữa thành nút áo, cái đó sẽ nói sau. Và đây là gút carriage kép. Đây là cái gút sơn ca. Cái gút này chúng ta sử dụng để treo một cái vật gì lên cao, hoặc khi chúng ta dùng những cái loại dây plastic có màu đó để chúng ta sử dụng trong lúc trang trí cổng trại hay cái nào, chúng ta có thể sử dụng cái gút này. Đây, gút này gọi là gút sơn ca. Và cách làm của nó thì rất là đơn giản. Ở đây chúng ta gấp đôi còng này và một vòng một, như vậy chúng ta đã có cái gút sơn ca rất là dễ dàng. Mang tên thì dữ dội như vậy nhưng thật sự ra nó rất là dễ dàng, không có gì hết. Hai bên cào cùng vào một mối. Đây là gút sơn ca.
Cái gút kế tiếp là cái gút quai chèo, hoặc có khi chúng ta gọi là cọc chèo. Thì cái gút này công dụng của nó là để chúng ta buộc thuyền. Khi chúng ta cầm một mũi dây vào, chúng ta buộc cái thuyền lại thì nó dễ dàng, nhanh chóng. Và thứ hai nữa, có thể dùng để buộc cái miệng của một cái bao mà thắt lại. Hoặc là khi chúng ta ghép cây, ghép ngang, ghép dọc, chúng ta dùng đầu tiên cho cái mũi khi chúng ta ghép cây. Và đây là cái cách làm. Một vòng đầu tiên chúng ta quay qua để lên trên, tay phải để lên trên. Vòng thứ hai chúng ta quay lại một vòng nữa, vòng thứ hai, và hai vòng này nó ngược nhau. Và khi chúng ta để cũng để ngược với nhau như thế này, thì ở đây là một cái gút quai chèo hay là một cọc chèo, thì nó đã xong ở đây. Trong phần công dụng thì nó còn nhiều công dụng khác, thì trong tài liệu nó có sẵn. Vì một vài cái vấn đề mà không hoàn hảo cho lắm, thành thử ra có thể là thiếu sót trong một vài cái vấn đề công dụng, thì khi sử dụng chúng ta đọc kỹ lại khi hướng dẫn cho đoàn sinh thì nó dễ dàng hơn. Ở đây là gút quai chèo hoặc cọc chèo. Và trong tiếp theo trong cái nhóm buộc treo này, chúng tôi xin giới thiệu cây gút chân ngỗng. Và cây gút chân ngỗng này dùng để làm gì? Công dụng của nó là chúng ta buộc một cái cây, nếu như cái cây này lớn quá chúng ta muốn kéo lên cao thì làm như thế nào để cho nó chắc khi chúng ta kéo lên, và chúng ta chỉ có được kéo một đầu. Và thứ hai nữa là nếu cọng dây dưới này, một cọng dây lớn dưới này chúng ta muốn kéo lên cọng dây cáp chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào để buộc vào cho nó chắc chúng ta kéo lên. Thì đầu tiên hết chúng ta cũng phải sử dụng một cây gút qua chèo. Chúng ta để vào cái phần cây như thế này đây, và nó dễ dàng ở cái điều là xoay một vòng tròn trong tay chúng ta đi vào. Bình thường thì ai cũng có thể làm như thế này đâu. Khi nói tới chân ngỗng, ồ lạ quá, không biết gút này là cái gì, nhưng thật sự ra nó rất là dễ. Xoay nhiều vòng như vậy và từ nó cột lấy nó, buộc lấy nó và chúng ta kéo lên. Kéo cỡ nào đi nữa cũng được hết. Đây là gút chân ngỗng. Và kế tiếp trong cái nhóm buộc treo này thì chúng tôi giới thiệu một cái gút gọi là gút cột cơ. Gút cột, tại sao gọi là gút cột cơ? Gút này khi chúng ta làm xong rồi nó có được 4 cánh, và chúng ta đưa cột cờ vào trong này và nằm giữa, và chúng ta dùng 4 cánh này để chúng ta giữ được cột cờ. Điều quan trọng là khi chúng ta thắt cái gút này rồi, chúng ta nhớ lấy một cái đinh nhỏ để đóng vào trong cái phần cái gút này, đừng để cho nó tuột xuống. Hoặc là mình nếu như là cây tre thì chúng ta ngay cái mắt tre thì chúng ta nó không bị dây tuột xuống, và chúng ta kéo căng 4 góc. Thì đây là cái cách làm. Ở đây nó là một cái gút hoa, thì vì vậy chúng ta cũng giống như gút qua chèo hồi nãy, một phần để lên trên và một phần để xuống dưới. Hai cái này để vào nhau, khi tôi làm thì các anh chị thấy nó đơn giản, để vào nhau như vậy và đưa lại như thế này, đưa vào trong như là qua chèo, không khác gì hết. Nhưng tay này nắm mũi bên này, tay kia nắm mũi bên kia, thì chúng ta sẽ có được cái gút hoa. Và kéo như vậy, kéo cái phần này nhiều ra, kéo phần này nhiều ra, và cuối cùng chúng ta có được một cái gút cột cờ. Ở đây giữa này nó có một phần giữa này, và chúng ta lòn cái mối dây chúng ta vào giữa này, lòn cái cây vào giữa này, cây cột cờ lòn vào giữa này, và chúng ta kéo căng. Bốn đầu dây này ra, và ở bên này có một cái mối dây phía bên này, hai mối, và cái mối dây này chia làm hai phía bên này nữa, một mối dây nữa. Và chúng ta cứ việc đóng cọc xuống phía bên này, hai mối này chúng ta đóng cọc xuống tùy theo để chúng ta kéo, còn dây dài ngắn chúng ta kéo xuống, đóng cọc xuống bên này, hai mối xong rồi lại ngược lại đóng cọc này xuống bên này, kéo chắc. Và ở đây một cái đinh thì không bao giờ nó ngược qua ngược lại nữa. Từ đây gút này ta gọi là gút cột cờ. Mà khi sử dụng thì nhớ rằng kéo cho căng trước khi chúng ta chắc, trước khi xuống, và đóng ở đây một cái đinh đừng cho dầu tuột. Hoặc là cái cây mà nó có cái ngấn ở đây thì chúng ta đưa vào cái ngấn này chắc lại, và nó sử dụng như vậy, gọi là gút cột cờ. Để tiếp theo trong cái nhóm gút buộc và treo thì tôi sẽ giới thiệu là cái gút gỗ đơn. Gút này chúng ta sử dụng những cái cọng dây lớn hoặc là những cái cọng dây rừng, chúng ta kéo những cái vật nặng như kéo gỗ chẳng hạn, thì người ta gọi là gỗ đơn. Và đây là cái cách thức làm gút gỗ đơn. Chúng ta chỉ có đưa cọng dây đi qua, xoay một vòng, và như vậy chúng ta nhét nó lại ở dưới này và dùng chính cọng dây đó để đè nó. Thì thực ra khi chúng ta kéo cọng dây từ nó đè lấy nó, và rất là chắc, vì dây lớn thì thực ra không có tuột, không có buộc,
là không có xuất ra. Đây là coi cái nút gỗ đơn. Một lần nữa, cái gút kế tiếp là cái gút tôi xin giới thiệu là cái gút gỗ kép. Cái gút gỗ kép này thì nó giống như gút gỗ đơn và nó chắc hơn, và chúng ta có thể sử dụng những loại dây mà tương đối là nó mềm hơn. Vì mềm hơn nên từ đó chúng ta cần nhiều vòng hơn để cho nó chắc. Và cái cách thức làm nó như thế này đây. Cái công dụng nó thì cũng giống như gút gỗ đơn, và chúng ta đưa qua một vòng trên hoặc dưới thì tùy theo cái tay của mình thuận hay không thuận. Chúng ta xoay một vòng ở đây rồi chúng ta xoay thêm một vòng nữa, thì như vậy nó có hai cái vòng liên tục để nó giữ lấy cọng dây là như vậy. Điều quan trọng là khi chúng ta làm gỗ đơn hay gỗ kép thì nó vẫn luôn luôn cái cọng dây của nó để được kéo căng hơn thì nó dễ dàng hơn. Để tiếp theo trong cái nhóm nút buộc treo, chúng tôi xin giới thiệu cái gút này gọi là gút néo. Gút này chúng ta sử dụng để có thể buộc một cái đầu dây vào qua đầu dây kia đã căng sẵn, chẳng hạn giống như con trâu hay là con ngựa chẳng hạn, thì chúng ta dùng gút néo này để chúng ta buộc cho nhanh và khi chúng ta tháo nó dễ. Đây là cách sử dụng của nó làm như thế nào. Đây, ta đưa vào đây và cái đầu này ở đây, chúng ta nắm cái đầu này và bên đầu này nó căng sẵn. Đây được gọi là gút néo. Khi chúng ta tháo, chúng ta chỉ cần giật cái đầu dây này ra thì nó đã ra hồi. Và tiếp theo trong cái nhóm này, chúng tôi xin giới thiệu cái nút kế tiếp. Đây là cái nút gọi là nút mỏ neo. Thì đã gọi là nút mỏ neo rồi thì chúng ta biết rằng dùng để mình buộc cái đầu dây neo vào. Khác nhau là ở chỗ dây neo thường ta dùng bằng dây cáp hay dây sắt, mà còn nút neo thì chúng ta sử dụng những cọng dây thừng nhỏ. Và đây là cách làm như thế nào. Ở đây cái khoen của mỏ neo thì chúng ta có như thế này một vòng, và cái vòng kia chúng ta đi vào đây và bắt buộc ở đây chúng ta một cái cọng dây nhỏ, chúng ta buộc lại cái cọng dây nhỏ này, thì đây là cái gút mỏ neo, nó được thắt vào trong này là gút mỏ neo. Để tiếp theo trong cái nhóm gút buộc treo thì chúng tôi xin giới thiệu cái gút kế tiếp là cái gút đuôi cá. Gút đuôi cá này nó giống như cái gút sơn ca. Dùng để mình treo một cái vật gì, thường thì dùng cho dây kẽm thì nhiều hơn. Và đây là cái cách thức làm gút đuôi cá như thế nào, như gút sơn ca, và chúng ta xoay thêm một vòng nữa đưa vào. Ở đây này gút đuôi cá, và chúng ta dưới này là phần mà chúng ta treo, chúng ta buộc, và trên này chúng ta móc vào những cái móc nó đã có sẵn, và dưới này chúng ta treo, ta buộc. Nó có hai vòng như thế này. Và tiếp theo trong cái nhóm nút buộc treo thì chúng tôi xin giới thiệu cái nút người ta gọi là gút kéo thùng. Ngày xưa thì nó không đơn giản, mà chúng ta phải dùng những cái gút để chúng ta kéo một cái vật nặng lên, mà vật đó là vật tròn. Thì làm như thế nào để chúng ta giữ vững cái vật tròn để chúng ta kéo lên, thì đây là một cái gút gọi là gút buộc thùng. Đầu tiên là chúng ta làm như thế này, chúng ta để xuống. Và cái thùng, đây là cái thùng chúng ta để lên, nó nằm ngay giữa. Và còn hai cọng dây này thì dĩ nhiên là nó sẽ được kéo lên, nhưng trước khi nó kéo lên thì chúng ta làm một cái vòng để chúng ta giữ cái thùng này vào. Nằm ở bên này. Nó được giữ ở phần một phần ở bên này. Thì còn phần bên này cũng như thế đó nữa, chúng ta làm cái gút này. Phía bên này thì chúng ta đưa qua truyền vào bên cái phần bên này. Dây này giữ phía bên này, dây kia giữ phía bên kia. Và ở đây là cái gút kéo thùng. Nhớ cái gút này chúng ta phải làm cho nó ngay giữa, nếu không ngay giữa thì nó sẽ bị cái thùng khi nó lên nó sẽ bị lắc qua hoặc lắc về. Đây, như vậy thì trên này chúng ta kéo nó lên. Đây là gút kéo thùng. Tiếp theo trong nhóm buộc treo chúng tôi xin giới thiệu, đây là cái gút cổ chai. Gút này dùng để buộc vào cổ chai đã có ngấn sẵn, vì vậy chúng ta dùng gút này, vì khi chúng ta kéo chắc lại thì hai bên nó sẽ giữ cái cổ chai rất là chắc. Và đây là cách thức làm. Đầu tiên chúng ta làm gút thòng lọng.
và cái mối này chúng ta lật lại, đưa xuống dưới, xoay một vòng, tay này giữ lấy cái mối, mối này phía bên này chúng ta lòn vào xuống dưới. Một lần nữa là dùng cái mối này lòn xuống dưới rồi lại lòn xuống dưới mối này nữa, và chúng ta kéo ra. Ở đây nó có gút cổ chai, và cái chai chúng ta lòn giữa này chúng ta kéo chắc lại, càng kéo thì nó càng chắc lại. Và đây là gút cổ chai, hai bên đều các anh chị nhìn thấy đều giống nhau. Tiếp theo trong nhóm nút buộc treo, tôi xin giới thiệu đây là cái nút kéo thuyền. Đã gọi là kéo thuyền thì chúng ta sử dụng những lúc chúng ta kéo thuyền lên trên bãi, hoặc là khi mà chúng ta kéo một vật gì đó nó nặng mà chúng ta buộc vào và phải cần dùng cái sức người của mình hay là dùng cái con người của mình luôn để kéo, thì đây là cái nút kéo thuyền. Đầu tiên hết chúng ta làm cái gút thòng lọng, gút thòng lọng, và kế tiếp gút thòng lọng như thế này, và kế tiếp chúng ta lon tại phía dưới này, chúng ta nắm cái mối này, chúng ta kéo. Kéo làm như thế nào để cho vừa lúc chúng ta trồng vào trong người mình. Và đầu kia thì đã được buộc sẵn, đầu kia thì đã được buộc sẵn vào trong thuyền hay là trong một cái vật gì rồi. Vì quá nặng chúng ta phải dùng cái sức con người chúng ta kéo, và chúng ta nắm lấy cái mối này, chúng ta kéo. Kéo ngược chứ không thể nào kéo xuôi hết. Và tiếp theo trong cái nhóm gút buộc kéo thì ở đây là cái gút gọi là buộc cột buồm hay là cột cờ. Thì như thế nào gọi là cột buồm hay là cột cờ? Tại vì khi chúng ta buộc cái dây buồm vào rồi, chúng ta phải buộc nó vào trong cái cột, hoặc là chúng ta treo cờ lên rồi chúng ta buộc cái dây vào cái cột. Và ở đây là cái con dây từ trên chúng ta kéo xuống, chúng ta để như thế này đây, chúng ta xoay một vòng, hai vòng hoặc là ba vòng tùy theo, để cho nó chắc thì chúng ta tùy theo bao nhiêu vòng chúng ta buộc vào. Sau đó chúng ta kéo cái cọng dây này, khi chúng ta buộc vào rồi chúng ta lòn phía dưới ở đây, chúng ta kéo cọng dây. Có thể rằng nếu dây ngắn thì chúng ta kéo qua luôn, và càng kéo. Khi cọng dây này nó không thể nào nó tụt lên được, ở đây nó đã bị khóa rồi, nó không tụt lên được. Thôi đây qua nút cột buộc hay là cột cờ. Để tiếp theo trong cái nhóm buộc treo, cái này là cái cuối cùng, và tôi xin giới thiệu đây là cái gút ba lô. Vì thay thế cái ba lô để mang một vật gì đó sau lưng, thực ra ta gọi là gút ba lô. Và đây là cách thức làm. Một vòng, cái vòng thứ hai có thể lớn hơn, vòng thứ ba như thế này đây, ba vòng, và chúng ta lòn xuống dưới, lòn xuống dưới, tay này đưa qua và để giữ bắt cái mối này, mối của cái vòng thứ nhất, và tay bên này cũng vậy nữa, lòn phía dưới này để bắt cái vòng thứ ba cuối cùng, và chúng ta kéo lại. Khi chúng ta kéo thì ở đây kéo lại như thế này thì trên này nó đã có một cái vòng sẵn. Chúng ta thấy có một cái vòng sẵn. Thì hai cái này chúng ta kéo làm như thế nào để chúng ta đi đưa vào cánh tay chúng ta dễ dàng. Và cái vòng này là cái vòng mà chúng ta buộc đồ, dùng cái mối dây này buộc qua cái vòng bên này, chúng ta buộc lại cái vật sau, và hai cái này chúng ta mang vào cánh tay. Và đây là được gọi là cái gút ba lô, bao nhiêu lớn nhỏ tùy theo mình buộc lại. Và ở đây chúng ta chỉnh làm như thế nào cho nó vừa cánh tay chúng ta để mang vào trong phía sau lưng của chúng ta, thì đây gọi là gút ba lô. Và cái nhóm kế tiếp là cái nhóm gút buộc đầu dây, và tôi xin giới thiệu đây là cái gút đầu tiên để chúng ta buộc đầu dây. Để gọi là buộc đầu dây vì một cái còng dây lớn mà khi của nó đó nó bị một đầu nó bị toe tua ra, thì chúng ta phải dùng một còng dây nhỏ để chúng ta buộc nó lại, hoặc là dây cáp chẳng hạn, thì khi nó tua ra, toe tua ra thì chúng ta muốn buộc lại, hoặc một dây thừng lớn chúng ta muốn buộc nó lại thì chúng ta dùng một còng dây nhỏ. Đầu tiên chúng ta gấp đôi còng dây nhỏ như thế này đây, chúng ta để vào và chúng ta dùng một mối của nó, chúng ta quấn quanh một vòng, hai vòng, ba vòng, cái này tùy thuộc chúng ta có bao nhiêu dây và chúng ta muốn quấn bao nhiêu vòng như thế này đây. Cuối cùng chúng ta xỏ cái đầu dây còn lại, xỏ vào trong này
và cái cầu dây này chúng ta kéo ở đây. Như vậy chúng ta càng kéo mạnh thì cái cầu dây này nó sẽ tuột vào trong này và hai cái mối nó sẽ nằm ở trong này. Và chúng ta cắt hai đầu dây này. Chúng ta cắt đứt nó, chúng ta cắt đứt nó thì đây đầu dây này sẽ còn lại và nó không te tua ra. Đây là nhóm một trong những cái gút gọi là gút buộc đầu dây. Và kế tiếp trong cái nhóm buộc đầu dây là cái nút chúng ta gọi là bền đầu dây. Thì ở đây chúng ta có ba cái cọng dây như này, nó te tua ra còn ba cọng dây như vậy. Thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta đan ba cọng dây lại với nhau? Thì cũng giống như một hình thức chúng ta làm cái chống chống. Làm chống chống thì có bốn cọng, mà cái này thì có ba cọng. Chúng ta cũng có thể làm giống như hình thức chống chống. Một cọng này chúng ta đưa qua bên này, cọng kế tiếp chúng ta đưa về bên này, và đưa về bên này và cọng này chúng ta đưa qua bên này nữa, và tìm cái cọng thứ nhất để chúng ta lòn vào. Ở đây chúng ta có ba mối như thế này, chúng ta kéo lại với nhau. Cái này gọi là bền đầu dây. Sau đó nếu dễ dàng thì chúng ta kéo chắc rồi, mà nếu nó có còn bung thì chúng ta gài khóa những cái đầu này vào trong cái đầu mối này, những cái đầu này, cái phần dưới của cọng dây chúng ta khóa tất cả những cái này vào đây, chúng ta khóa vào và tiếp tục cái này cũng khóa vào, cái này cũng khóa vào, và chúng ta có nút này gọi là bền đầu dây. Rồi kế tiếp nữa, cái nút này tôi xin giới thiệu trong cái nhóm buộc đầu dây, thì cái nút này gọi là gút đuôi heo. Nghe nói thì hơi kỳ, nhưng tại vì cái nút nó phân biệt ở chỗ là cái gút này nó có 4 cọng dây. Nếu như người ta đánh bằng 4 cọng dây, cái này thì cũng giống như cái gút bền đầu dây hồi nãy là nó có 3 dây, cái này 4 dây. Thì cũng với một hình thức như vậy, chúng ta làm theo cái kiểu của chống chống. Cái này đưa qua, bên này đưa về, tiếp tục đưa qua như vậy, và cứ theo một chiều chúng ta đi qua như vậy, và cái cuối cùng chúng ta lòn vào trong này và chúng ta thắt những mối dây này lại như một hình thức nói chống chống. Thì các anh chị và các em nhìn thấy rất là dễ đây. Thì nó lòi những cái này ra, và người xưa như vậy đơn giản đặt tên cho nó đuôi heo. Đây, hình thức một cái chống chống. Tiếp theo và cái cuối cùng trong cái nhóm buộc đầu dây, chúng tôi giới thiệu đây là cái nút vấn. Thì nút này rất là thường dùng cho một cái cọng dây, mà có thể nhiều khi mình có cọng dây nhỏ mà nó ngắn, thì là chúng ta dùng cái nút vấn này để chúng ta sử dụng để buộc cái đầu dây của nó. Và đây là cái cọng dây nhỏ, chúng ta để vào một vòng, cái đầu ngắn chúng ta để bên này để ra ngoài. Và chúng ta dùng chính cái đầu dây này chúng ta quấn. Vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, tùy theo chúng ta muốn chắc bao nhiêu vòng để cho nó chắc, thì cái này tùy theo của chúng ta. Và cuối cùng như thế này, nó còn lại ở đây, chúng ta không vấn được nữa, nó không đủ dây để chúng ta vấn nữa, thì chúng ta dùng cái này để chúng ta kéo và kéo chắc vào. Khi chúng ta buộc cái nút này thì nhớ khi vấn cho chắc, và khi chúng ta kéo như qua, và cuối cùng chúng ta cắt hai cái mối này lại. Cắt hai mối này thì bị đè nó xuống bởi 3-4-5 cái vòng quấn này, bên này cũng bị đè nó xuống bởi 3-4-5 vòng quấn này, thì cái này gọi là nút vấn. Để tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu cái nhóm nút kế tiếp là nhóm nút cấp cứu. Và đầu tiên của nhóm nút này thì chúng tôi xin giới thiệu cái nút ghế đơn. Ghế đơn nó có công dụng để cứu người chết đuối, lớp xuống sông hoặc là xuống giếng chúng ta, hoặc là từ trên cao chúng ta đưa người xuống hoặc là kéo người lên. Đó là công dụng của cái nhóm nút cấp cứu, nút ghế đơn. Và đầu tiên của nút ghế đơn thì chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta dùng sợi dây. Nói đơn giản, ở trong này có một cái bài mà chúng tôi thường làm và để hướng dẫn. Đây là việc đầu tiên chúng ta quanh lại, tương tự như đây là một cái giếng.
và đây là một cái cây cổ thụ, để cho đồng sinh dễ hiểu chúng ta. Và cái đầu dây này chúng ta tưởng tượng như nó là một con rắn từ dưới giếng chui lên và nó bò quanh cây cổ thụ và nó chui lại xuống giếng, và chúng ta nắm hai mối này chúng ta kéo. Thì đây là gốc ghế, ghế đơn. Gốc này nó không chạy, thành thử khi chúng ta cứu người mà nếu như chúng ta sử dụng cái gốc thông lòng thì nó nhanh mà nó chạy lại thì vô tình nó kéo tuột cái bụng của người ta lại, hay là cái con người chúng ta khi bị kéo lại thì hoàn toàn có thể là bị ngộp thở hay là cái nọ rất là khó, bởi vì ghế đơn nó không chạy nữa, chúng ta sử dụng gốc ghế đơn. Và cái gốc ghế đơn kiểu thứ hai là cái kiểu chúng ta làm bằng cái gốc thông lòng, rồi chuyển qua cái gốc ghế đơn. Đầu tiên hết chúng ta làm cái gốc thông lòng. Thông lòng. Và lấy cái đầu dây còn lại của thông lòng, đầu dây ngắn ở đây, chúng ta đưa vào trong cái vòng. Và kéo cái vòng, kéo cái mối dây dài, kéo cho nó qua phía bên kia. Và đây là cái gốc ghế. Và tiếp theo thì đây là một cái nút ghế đơn, một cách làm nút ghế đơn khác. Cách này chúng ta làm từ trong con người. Nếu như khi chúng ta xuống cứu một người ở dưới nước mà chúng ta làm sẵn thì chúng ta không biết làm như thế nào, hoặc là quá gấp chúng ta không làm sẵn được, thì chúng ta cầm một cọng dây đi ra ngoài. Và nhớ cứu người khi ở dưới nước thì thường thường chúng ta từ sau lưng, chúng ta sau lưng nạn nhân chúng ta đi tới và chúng ta cứu, chứ không chúng ta không bao giờ đi tới trước, lỡ người ta vớ một cái chúng ta không thể nào chúng ta tránh được. Vì vậy từ sau lưng, và cái cọng dây sau lưng chúng ta cầm như thế này, từ sau lưng chúng ta đưa tới hai mũi dây, cái mũi ngắn chúng ta cầm trong tay và chúng ta quanh qua một vòng tay như thế này, và vòng thứ hai chúng ta cầm mũi này đưa vào, chúng ta kéo. Và từ đây cái mũi này là đã có sẵn, và bên trong này chúng ta chỉ kéo thôi. Và cái gút kế tiếp là cái gút ghế kép đơn, thì là một cọng dây, một sợi dây. Và kép là chúng ta sử dụng hai cọng dây. Cái công dụng của gút này thì cũng như gút ghế đơn, chỉ có cái hai cái đường dây thì nó chắc hơn, nó êm hơn. Thành thử chúng ta gọi là cái gút này gọi là gút ghế kép. Việc đầu tiên cũng làm giống hệt như gút ghế đơn, một vòng như vậy chúng ta đưa vào. Và cái đầu của hai đó khi chúng ta gấp lại, chúng ta luồn vào bên này. Điều quan trọng nữa là từ nó chúng ta dùng cái mối này, chúng ta lòn qua bắt cái mối này lên. Và đây là gút ghế, ghế kép có hai vòng dây giống hệt như gút ghế đơn. Và đây cái gút này chúng ta cũng có thể điều chỉnh để cho cái vòng nào lớn, vòng nào nhỏ được. Nhưng ở đây chúng ta đã có thể, một lát nữa chúng ta làm một gút ghế anh rồi thì nó dễ dàng hơn, điều chỉnh dễ dàng hơn, hoặc là gút ghế chạy thì dễ dàng hơn. Đây là gút ghế, ghế kẹp. Tiếp theo trong cái nhóm nút gút cấp cứu thì tôi xin giới thiệu đây là cái gút ghế chạy. Hình thức cũng giống như gút ghế đơn nhưng nó có hai vòng, có thể điều chỉnh một vòng lớn, một vòng nhỏ. Khi chúng ta đưa người lên hoặc kéo người xuống một vòng ở cái hai cánh tay, và một vòng có thể ở dưới cái bàn tòa chúng ta, cho nó dễ dàng dễ ngồi. Thì gút này cái cách công dụng của nó thì giống như gút ghế đơn, và cái cách làm như thế này cũng là một cái gút ghế đơn. Đầu tiên cũng một cái vòng như gút ghế đơn hồi nãy, thêm một vòng nữa, và cuối cùng chúng ta làm giống như gút ghế đơn. Con rắn bò từ dưới giếng bò lên và chui qua cây cổ thụ, bò xuống trở lại, và chúng ta nắm hai mối cũng giống hệt như gút ghế đơn, và chúng ta kéo lại. Thì ở đây hai cái vòng này chúng ta có thể xoay lớn nhỏ tùy theo điều chỉnh làm như thế nào. Ở đây vừa trên hai cánh tay, ở đây vừa dưới cái bàn tòa chúng ta, để khi mà chúng ta lên thì cả hai cái sức chịu hai nơi rất là dễ dàng và rất là êm ái. Thì đây là gút, được gọi là gút ghế chạy. Trong cái nhóm gút cấp cứu thì chúng tôi xin giới thiệu tiếp là cái gút cứu hỏa. Đây là một gút cứu hỏa, vì cứu hỏa có tính cách cấp bách, và chúng ta cũng như vậy đưa người từ trên cao xuống. Thì làm như thế nào, chúng ta có hai cái vòng chắc để chúng ta đưa con người xuống. Và đây là gút cứu hỏa,
Đầu tiên hết chúng ta gấp hai cọng dây như thế này, chúng ta thắt một vòng và chúng ta điều chỉnh cái vòng này, làm điều chỉnh cái phần này làm như thế nào để cho nó vừa vòng con người của chúng ta. Nhớ rằng khi chúng ta đưa cái vòng này vào trong con người thì làm như thế nào để cái lúc này nó nằm đằng trước, để cho nó khi chúng ta kéo thì nó không bị tức cái ngực. Và kế tiếp nữa, cũng vòng này rồi, khi chúng ta đã điều chỉnh rồi thì theo cái mối dây bên này chúng ta kéo vào như thế này, và bên này cũng vậy nữa, đưa vào bên trong. Các bạn, như vậy hai vòng này chúng ta đã điều chỉnh rồi, chúng ta trồng vào con người và như vậy chúng ta kéo lên. Ở đây gọi là nước cứu hỏa. Và tiếp theo trong nhóm cấp cứu, chúng tôi xin giới thiệu cái nút ghế anh. Nút này cũng là một cái loại nút cứu hỏa mà của người Anh sử dụng, người ta gọi là nút ghế anh. Và đầu tiên chúng ta làm một cái nút hoa như thế này đây, và hai tay chúng ta giữ vào nhau, đưa vào nhau, giữ vào nhau để kéo ra một cái nút như thế này đây. Nhìn giống như một cái hoa, kiểu chúng ta thắt nơ, rồi sau đó điều chỉnh như thế nào cho nó vừa cái vòng người bởi hai vòng này, và cuối cùng cũng giống như một cái cứu hỏa hồi nãy, thắt vào như thế này cũng vậy nữa. Thắt vào. Thì ở đây cái phương pháp này của đầu tiên người Anh ta sử dụng, thì chúng ta tạm gọi nó là nút ghế anh, và nó được mang tên là nút ghế anh. Và tiếp theo với nút kế tiếp trong cái nhóm cấp cứu, thì chúng tôi xin giới thiệu cái nút kế tiếp gọi là nút leo núi, hay là còn gọi là nút giữa. Lúc này khi chúng ta cần leo núi thì chúng ta dùng cọng dây và chúng ta sử dụng để chúng ta leo núi. Và cái cách thức làm là như thế này. Đầu tiên chúng ta gấp cọng dây lại, dây gấp lại như thế này, và chúng ta xoay mấy vòng, hai vòng, và chúng ta kéo qua. Thì cọng dây này nó được giữ, nó có một cái khe, nó trở lại, nó có được một cái, chúng ta kéo chặt và nó có một cái khe như thế này. Và tiếp tục chúng ta làm thêm một cái nữa. Và khi chúng ta leo lên, chúng ta cầm từng cái để chúng ta leo. Thì cái này gọi là nút leo núi. Đầu này chúng ta đã kéo sẵn và như thế này đây, thì chúng ta kéo bám cái này xong, chúng ta bám lên cái khác, cứ lần lượt như vậy chúng ta leo lên. Thì cái này gọi là nút leo núi. Cái gút này nó tương tự giống như là cái gút kéo thuyền. Nếu như chỉ có một điều là chúng ta quấn cái vòng bên leo núi, thì chúng ta quấn nó hai vòng hoặc là ba vòng thì cái mối này nó chắc lại và nó không bị tuột ra, bởi cái cọng dây khi chúng ta kéo hai cọng dây này rồi thì nó sẽ không bị tuột ra, tại vì nó nhiều vòng nó giữ ở đây lại. Và lúc kéo thuyền thì chỉ cần một vòng, chúng ta không cần nhiều. Thì đó là cái sự khác biệt giữa lúc núi hay là lúc giữa và lúc kéo thuyền là như vậy. Cái gút kế tiếp, tôi xin giới thiệu cái gút trong cái nhóm cấp cứu. Đây là gút thợ sơn. Gút này đang dùng cho những người thợ chuyên môn đi sơn. Nói người ta treo người lên trên một cái tường cao chẳng hạn, hoặc là trong cái thành tàu rất là lớn để dễ di chuyển qua lại khi người ta sơn. Thử gút kia, cái công dụng nó là như vậy, và cái cách làm nó như thế này đây. Cũng một hình thức với gút ghế đơn, nhưng nó có thêm một vòng nữa. Đầu tiên chúng ta làm một vòng nhỏ, kế tiếp chúng ta lòn vào một vòng, chúng ta lòn thêm một vòng nữa, và chúng ta lấy ngay cái cọng dây này đi lên phía trên này, thả cái vòng hồi nãy chúng ta cầm ra, nó là như thế này. Và từ ở đây chúng ta làm một gút ghế đơn cũng vậy. Ghế đơn thì như các anh chị và các bạn biết rồi, đây chúng ta còn rắn từ dưới cưa lên, lòn qua cây cổ thụ và chui xuống dưới, tiếp tục như thế này. Thì ở dưới này người ta có thể điều chỉnh hai vòng này, người ta có thể điều chỉnh với nhau lớn hoặc nhỏ hai vòng này để
ta treo người vào như thế nào cho nó dễ dàng và êm ái. Và như vậy người ta qua lại, người ta sẽ cái này là thờ sơ. Cái nhóm tiếp group kế tiếp tôi xin giới thiệu, đây là cái nhóm ghép nối, thì gọi là ghép nối tại vì cái cây ngắn chúng ta muốn dài hơn thì chúng ta ghép lại cho nó dài lên. Thì cái này có thể, những cái group này có thể dùng cho cây vuông hoặc là cây tròn cũng được. Thì ở đây là cái group đầu tiên là chúng ta dùng đầu dây, cứ tưởng tượng như đây chúng ta muốn đưa dài đưa ngắn như thế nào đó, đầu dây như hồi nãy cái group đầu dây bên kia chúng ta làm như thế này, đầu dây chúng ta giữ. Đầu dây này chúng ta quấn, là cho đến khi cuối cùng bao nhiêu vòng, cái này tùy thuộc vào cái chúng ta có bao nhiêu dây, chúng ta sử dụng như thế nào, tùy theo chắc hay là không chắc tới mức độ nào thì chúng ta quấn bấy nhiêu vòng, cứ quấn càng chắc như càng nhiều như vậy. Rồi cuối cùng là chúng ta đưa cái mũi dây, chúng ta đang quấn đi vào trong cái vòng giống như hồi nãy và kéo cái vòng dây này lên. Kéo vòng dây, sau khi kéo vòng dây này lên rồi, chúng ta chắc ở đây rồi, thì chúng ta cái phần còn lại là ở đây chúng ta sử dụng cái rút và nó rút dẹp ở trong này, chúng ta buộc lại. Đây là nối ghép. Và đầu này, qua cái đầu này chúng ta cũng làm thêm một cái như vậy nữa, thì hai đầu cây thì rất là chắc, chúng ta nối ghép hai cái đầu cây này lại để cho nó dài ra. Thì cái này có thể sử dụng vuông hoặc là cây vuông hoặc là cây tròn. Cái gút kế tiếp, chúng tôi xin giới thiệu cái gút ghép nối, một cái hình thức ghép nối khác mà chúng ta dùng gút sơn ca để ở chính giữa. Đây, chúng ta đưa vào gút sơn ca, chúng ta ghép hai bên này lại. Đây là gút sơn ca chúng ta nằm giữa mà chúng ta vẫn hai đầu dây và vẫn cho chắc như thế, càng vẫn càng rút cho chắc như vậy. Và chúng ta dùng một cái cọng dây nhỏ khác, chúng ta mượn nhờ cọng dây nhỏ này chúng ta sẽ vào đây sẵn và chúng ta vẫn tiếp tục vẫn. Ít nhất cái phần vấn này cũng được 5 vòng, 6 vòng hoặc nhiều hơn càng tốt. 5, 6 vòng nhiều hơn càng tốt. Ở đây thì vì làm cái công việc này thì thật ra chúng tôi chỉ có làm tạm để cho các bạn biết. Ở đây 5, 6 vòng hoặc nhiều hơn thì càng tốt, và cuối cùng chúng ta kéo cái dây này vào. Nó là như vậy. Bên này, cái phần còn lại ở bên này cũng vậy nữa. Chúng ta cũng tiếp tục và cũng mượn một cọng dây nhỏ khác để đưa vào bên này. Vẫn. Nhiều vòng thì nó càng chặt hơn. Và cũng vậy nè, xỏ vào và cầm cọng dây này, cái mối này. Chúng ta mượn cọng dây nhỏ này và cuối cùng chúng ta cũng kéo mối này vào bên trong. Cuối cùng rồi, hai mối này chắc chắn thì chúng ta có thể buộc lại với nhau. Và một cái rút dẹp. Đây. Đầu kia, phía đầu này chúng ta cũng làm thêm một cái rút như vậy nữa. Thì chỉ cần hai cái, hai đầu như vậy thì chúng ta đã nối được một cái cây dài. Và tiếp theo trong cái nhóm ghép nối, tôi xin giới thiệu cái gút gọi là gút nối nín. Tại sao gọi là nối nín? Tại vì cái gút này phải cần dùng thêm một cái cây nhỏ để chúng ta nối trong cái việc ghép nối, gọi là nối nín. Đầu tiên chúng ta để vào cái hai cây
hai cây như thế này, dài ngắn tùy thuộc chúng ta. Và ở đây chúng ta dùng, chúng ta buộc một vòng, hai vòng hay là ba vòng tùy thuộc cái sự ép nối chúng ta. Và ở bên này chúng ta làm như vậy. Dạ, ở đây nó có đã có vòng rồi, và cái việc đơn giản nhất là để cái cây này vào, chúng ta quay. Chúng ta quay đến khi nào mình cảm thấy nó chắc. Và ở đây dùng cái cọc dây nhỏ buộc nó lại. Và bên này chúng ta làm thêm một cái như vậy nữa thì chúng ta đã có sự ghép nối của cái cây. Gọi là cái này, bước này gọi là bước nối. Dùng một cây nhỏ để quay, dùng một cây nhỏ để quay cái vòng mà chúng ta đã có sẵn. Cái này nếu như các anh chị hoặc các bạn có thể thường thấy, nhất là những người làm thờ hồ, thờ nê ở Việt Nam, thờ hồ đó, để xây cất đó, ta dùng cái cây gút này, những cái vòng có sẵn, giống như ở Việt Nam hay sử dụng những cái vòng bánh xe đạp chẳng hạn, cái vỏ xe đạp chẳng hạn, nó có cọng dây vòng tròn chẳng hạn, ta để vào trong cái và ta dùng cây nhỏ này quay như vậy. Và cuối cùng ta buộc ở đây, dùng một cọng dây nhỏ buộc cái này lại. Như vậy là đã có cái nối đi. Đầu này cũng là một lần như vậy nữa thì nó rất là chặt. Bài gút kế tiếp, tôi xin giới thiệu cái gút ghép nối. Trong cái nhóm ghép nối đó là chúng ta nối ngang hai cây, chúng ta để ngang với nhau như thế này. Chúng ta muốn ghép vuông như thế này thì chúng ta ghép làm như thế nào? Đầu tiên hết, chúng ta dùng một cây gút quay chèo buộc vào cái cây trước. Buộc vào một cái cây nào đó mà chúng ta muốn. Trong một trong hai cây chúng ta có thể buộc vào. Trong một trong hai cây chúng ta dùng gút quay chèo. Nhớ là gút quay chèo. Buộc vào cây. Để chừa một cái đầu mối này ra. Cái thứ hai, chúng ta để cây vào thẳng góc 90 độ. Và tại sao gọi là chữ H? Ở đây bên này chúng ta chuyển qua, bên này chúng ta chuyển qua, ở đây như thế này đây. Và chúng ta đây rồi. Điều quan trọng cái gút này ở đây là chúng ta phải có tròn cái vòng này. Vòng này là cái vòng khóa. Vòng này ít nhất chúng ta làm, thường làm thì ít nhất chúng ta phải 3 vòng. Kéo cho chắc. Mỗi vòng mỗi kéo thì khi được kéo như vậy thì nó siết lại, cái mối này siết lại, và cuối cùng chúng ta làm gút dẹp của cái đầu mối này với cái cọng dây còn lại bên kia. Bên này chúng ta làm cũng dẹp bên này. Cái gút kế tiếp là cái gút ghép nối theo hình chữ X, là cái nghĩa hai đầu vấn chúng ta vẫn chéo ngược lại. Và đầu tiên hết chúng ta cũng làm cái gút quay chèo để vào cọng dây, để vào trong cái cây. Kế tiếp chúng ta để vuông cái cây vào, chúng ta vẫn hai vòng ba vòng tùy theo cái mức độ chắc chắn chúng ta cần tới mức độ nào, hoặc là dây dài ngắn của chúng ta có chừng nào. Rồi, tiếp tới chúng ta vẫn vòng thứ hai. Ở đây vì ở đây nó chéo theo cái dạng chữ X như thế này, thì ở đây chúng ta gọi là vuông chéo chữ X. Điều quan trọng thì ở đây cũng là giống như hồi nãy, là cái vòng này là cái vòng khóa mà chúng ta phải vấn 3-4 vòng, càng vấn càng thắt, siết cho chắc. Và cái cuối cùng, cái mối dây này chúng ta cũng có thể thắt lại với cái mối dây này bằng gút dẹp. Bằng gút dẹp là một cách khác nữa. Nếu như ta mối dây này mà nó nằm ở trong rồi, không còn mối dây để làm gút dẹp nữa, thì chúng ta có thể khóa lại bằng cái gút quay chèo. Khóa bằng ở cây này cũng được, khóa cây khác cũng được, gút quay chèo.
hay lại. Cây này khóa bên này, khóa bên này, khóa bên này, khóa bên này. Bốn hướng chúng ta, hướng nào chúng ta khóa cũng được hết. Mục đích giới thiệu ở đây là vẫn chéo chữ S. Còn khi chúng ta khóa cái cần dây, cái mối dây còn lại thì bằng rút qua chèo hay là rút dẹp với cái đầu dây này còn lại. Và cái rút kế tiếp trong cái rút ghép nối là cái rút ghép chéo. Rút ghép chéo này để chúng ta rút hai cái cây chéo lại với nhau như thế này. Khi chúng ta công dụng của nó là khi chúng ta cần ghép những cái cây mà chéo lại với nhau, giống chúng ta làm cầu khỉ chẳng hạn, thì chúng ta phải ghép như vậy để chúng ta bắt cây chạy như vậy để làm cầu khỉ. Thì việc đầu tiên hết là chúng ta làm một cái rút gỗ hay là một cái rút qua chèo, thì cái này tùy thuộc chúng ta muốn làm kiểu nào, không bắt buộc. Đầu tiên hết là chúng ta khóa một đầu dây vào, thì rút gỗ hay là rút qua chèo cũng có mục đích khóa cái đầu dây vào. Điều thứ hai chúng ta để cây vào và chúng ta vấn quanh. Cái này đòi hỏi chúng ta vấn khoảng 6 đến 10 vòng, càng vấn thì nó càng sức chịu nó càng nhiều hơn, 6 tới 10 vòng tùy thuộc. Và cuối cùng chúng ta khóa cái đầu dây, khóa quanh. Tất cả các nút ghép nối đều có cái khóa quanh này. Cái khóa quanh cái vòng cây nửa, những mối dây này rất là quan trọng để làm cho nó chắc, nó căng cái dây của chúng ta đang vấn quanh. Vì càng căng thì thực ra nó càng chắc. Và khi chúng ta khóa, ít nhất phải khóa 3 tới 4 vòng. Và cũng như cuối cùng, nếu đầu dây này chúng ta còn dư, chúng ta làm một bước dẹp. Khóa lại và rút dẹp. Mà nếu cái đầu dây này không còn dư thì chúng ta cũng giống như hồi nãy, không có đầu dây này không có dài thì chúng ta cũng như hồi nãy, chúng ta dùng cái rút quay chèo, chúng ta khóa lại. Bên này bốn góc đạn chúng ta khóa không được hết. Thì ở đây là ghép chéo là như vậy. Bắt cầu khỉ, chúng ta làm cầu khỉ nó sẽ không tổn thương. Một cái rút kế tiếp trong cái rút ghép nối này là cái rút chúng ta làm như thế nào để chùm ba đầu cây lại với nhau. Trong lúc chúng ta có thể làm cái giá để chúng ta nấu ăn ngoài trời, nếu như chúng ta không thể sử dụng được cái những cái hòn gạch hay bắt hay như thế nào đó cho nó tiện, thì chúng ta chùm ba đầu cây lại cho nó vững chắc. Thì cái cách thức của nó làm như thế này. Hai đầu cây chúng ta đặt sát vào nhau. Chúng ta đan. Và vấn. Vấn lại. Và chúng ta giữ cái mối dây bên này. Cuối cùng chúng ta để, khi chúng ta vấn đủ rồi, chúng ta chùi cây thứ ba vào giữa. Chúng ta kéo xuống. Làm như thế nào để chúng ta kéo xuống thì nó vừa, và chúng ta tiếp tục vấn lại cái phần còn lại trên này để chúng ta giữ cái đầu này lại. Và cuối cùng vẫn như cái lúc khác, chúng ta khóa khóa bên này xong rồi, chúng ta đưa mối dây qua phía bên này, chúng ta khóa phía bên này. Cuối cùng chúng ta có được cái lúc ba đầu dây chụm lại nhau, và chúng ta treo dưới này, chúng ta treo sau chúng ta nấu ăn, hay là treo nồi nước, hay là bất cứ gì chúng ta nấu dưới này mà không phải sợ bị cháy gì nữa. Đây là lúc chụm ba đầu dây đầu cây. Tiếp theo cái nhóm ghép nối thì tôi xin giới thiệu một cái nút nữa gọi là rút nối nín. Như các bạn và các anh chị biết rồi, nối nín thì chúng ta thường dùng một cây nhỏ và một cái vòng dây, tùy thuộc vào vững chắc cỡ nào để chúng ta sử dụng vòng dây, và chúng ta để vào trong cây. Dùng cây nhỏ chúng ta quay nhiều vòng, quay để cho chắc cái mối này lại, và cuối cùng chúng ta để cây này, một cây vào, cây ngang vào, chúng ta xoay ở đây và chúng ta kẹp qua bên này.
và chúng ta bó cái này lại. Thì ở đây chúng ta có được cái nối gọi là nối nếm. Ghép này ghép chữ, ghép vuông, thường là ghép vuông chúng ta sử dụng cái này. Nó rất là chắc mà nhanh. Và tiếp theo là một cái nhóm gút kế tiếp, chúng tôi xin giới thiệu cái nhóm đan sàn hay là đan mằn. Thì cái nhóm này chúng ta sử dụng những cái cây chúng ta đan lại với nhau để thay thế một tấm ván. Chúng ta có thể làm ghế ngồi hay là giường nằm trong lúc mà chúng ta không có thể có ván. Thì ở đây là một trong những cái loại đan mà chúng ta có thể đan với nhau. Thì đầu tiên hết chúng ta dùng những cái cây, hai cây dài chắc hay là ba cây dài chắc, cái đó tùy thuộc vào chúng ta. Kế tiếp là những cây này là những cái cây tre hay là những cái gỗ nhỏ để chúng ta đan lại với nhau. Mà khi chúng ta đan lại thì nó có những một lớp dài thật dài như vậy. Một việc nữa là chúng ta đầu tiên chúng ta buộc vào một đầu giấy bằng một cái cây gỗ đơn hay là một cái quai chèo. Thường thì chúng ta buộc quai chèo nó chắc hơn cái gỗ đơn. Gỗ đơn nhiều khi chúng ta vô ý thì nó sẽ bị sút một cách dễ dàng. Chúng ta buộc một cái quai chèo như thế này. Và chúng ta đang tiếp tục, chúng ta vẫn như thế này, vẫn. Cây gút này quan trọng là khi chúng ta vẫn, những cây này nó phải sát vào nhau. Bằng đầu cho nó đẹp, vẫn để sát vào nhau. Bằng đầu cho nó đẹp, chúng ta vẫn. Nút này được gọi là nút vấn chéo. Vấn chéo. Lúc này những cái đầu phải bằng nhau. Và cuối cùng khi đang nhiều như vậy, tới mức độ chúng ta cần rồi, thì bên này chúng ta khóa lại cũng bằng một cái quai chèo. Điều quan trọng nữa, thứ hai nữa là phía bên này. Bên này nhớ một điều là chúng ta phải đi ngược chiều với nó. Đầu tiên hết chúng ta cũng sử dụng cái gút quay. Quay chèo. Và chúng ta tiếp tục. Sợ quá. Chúng ta vẫn. Vì khi cái mành thì chúng ta làm nó dài ra. Thật ra những cái đầu này chúng ta bỏ vào rất là dễ. Chúng ta vẫn như thế này. Bên này để vào, xỏ giấy vào, chúng ta vẫn tiếp tục, cứ vẫn cho đến đầu bên kia. Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là nó ngược chiều thì nó mới chắc được, nếu không ngược chiều thì nó không có chắc. Bên này như vậy thì bên này hai đầu nó phải chéo như vậy thì nó chắc. Tiếp tục. Vẫn. Và cứ tiếp tục vẫn tiếp khi nào đến lúc cuối cùng chúng ta cần chấm dứt và chúng ta khóa lại bởi một cái quai chèo. Thì ở đây là chúng ta đã có một cái sàn dài tùy thuộc chúng ta muốn. Thì đây là cái gút gọi là gút vấn chéo. Và gút kế tiếp tôi cũng xin giới thiệu cái gút chúng ta đang sàn nữa. Gút này được gọi là nút niềng đơn. Và cũng như cái gút hồi nãy, chúng ta dùng những cây. Và đầu tiên hết chúng ta cũng bằng một cái gút quai chèo. Chúng ta để vào. Gút quai chèo chúng ta khóa lại. Và chúng ta vấn như thế này. Vấn qua. Thì hai đầu bằng nhau và chúng tôi vẫn xuống để cây kế tiếp vào nhau. Vào nút này cũng cần giống như hồi nút hồi nãy là nó cần sát với nhau. Để vào. Vẫn. Để vào. Vẫn. Được. Thì các bạn thấy rằng một đầu ở ngoài, đầu trong như vậy cứ tiếp tục, nó vẫn qua bởi một cái lòng như vậy.
và nó cứ tiếp tục để cho đi đến hết cuối cùng và cũng dùng quai chèo khóa lại. Ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái phía bên đối nghịch lại, thì chúng ta cũng vẫn nhìn như thế này. Chúng ta vẫn vào một đầu đầu xong rồi lại đi vào trong, đi vào trong xong chúng ta đi vào. Một cái này thường làm những cái này nếu như có hai người cùng làm thì rất là khỏe, rất là nhanh, rất là dễ, tại vì hai người cùng sử dụng một lúc hai đầu như vậy thì dễ, mà một người thì cũng làm được, không phải là không làm được nhưng nó hơi chậm chạp cho chúng ta một chút xíu. Thì tất cả các cái loại đan thì đều là như vậy, nếu như chúng ta sử dụng mà cùng hai người cùng làm một lúc thì nó dễ dàng cho chúng ta. Đấy, rồi và tiếp tục như vậy làm cho đến hết và dùng quai chèo khóa lại khi cái cuối cùng. Cuối cùng chúng ta khóa lại thì đây là niền, cái gút gọi là gút niền đơn. Tôi xin giới thiệu cái gút kế tiếp là gút niền, gọi là niền đôi. Hồi nãy chúng ta niền đơn, bây giờ là niền đôi. Thì đầu tiên hết chúng ta có thể dùng sơn ca hay là quai chèo chúng ta làm cái gút đầu tiên. Gút này chúng ta sử dụng cái dây đôi để chúng ta đan. Chúng ta sử dụng cái dây đôi để chúng ta đan. Và như vậy để cây vào. Đan xuống, kéo phía dưới này. Nhớ mỗi dây này chúng ta chéo lại để cây vào, tiếp tục để cây vào, nhớ chéo dưới này. Khi chúng ta chéo cái mũi dây rồi, chúng ta đưa qua, chéo cái phần cây này rồi, chúng ta đưa qua tiếp tục. Để cây vào, chéo lại. Và vẫn tiếp tục chéo để cây vào, vất qua rồi xuống dưới chúng ta chéo để cây vào, tiếp tục như vậy hai vòng, nó cứ liên tục nhau như vậy. Và bên này cũng chúng ta cũng làm như vậy, thì cái này gọi là niền đôi. Và cuối cùng chúng ta ở đầu này vì là hai đầu hai mối với nhau nên thử cuối cùng dưới này chúng ta có thể dùng lại gút dẹp. Chúng ta đã có hai mối, thì từ đó cuối cùng chúng ta có thể dùng lại cái gút dẹp mà chúng ta khóa cái đầu dây lại. Một trong những loại kế tiếp là cái loại đan chân rết. Loại này dùng cho những cái dẹp mà chúng ta đang để chúng ta đang sàn, mà cái loại hay là đang giường cái bình với nhau, những cái thể dẹp thì chúng ta dùng cái chân rết này để chúng ta đan. Thì đầu tiên hết cũng vậy, chúng ta bằng một cái quai chèo chúng ta gút lại và chúng ta sử dụng cái đưa lên, chúng ta sử dụng từ ở dưới chúng ta đưa lên như thế này và tạo thành một cái vòng đầu tiên hết chúng ta vòng để như vậy, cái vòng chúng ta giữ cái vòng này xong rồi cái dưới này chúng ta cũng đưa lên lòn cái cây để giữ phía bên này, đưa lên tùy thuận vào tay chúng ta để vào ở đâu. Nhớ đưa cây này, đưa cái mũi dây ra phía bên ngoài và chúng ta kéo lại. Đẹp hay không là do cái sự khéo, cái kéo của chúng ta. Và tiếp tục như vậy, để cây vào và đưa lên, đưa cái vòng lên. Đưa cái vòng lên, làm cái vòng, đưa con dây này qua bên này và tiếp tục bên này chúng ta kéo cái vòng cho nó sát xuống. Tiếp tục như vậy, kéo cái vòng cho sát xuống.
đưa cây vào. Xỏ vào. Chùi mối dây qua bên này. Kéo cái vòng xuống. Tiếp tục đưa cây vào. Chuyền tiếp tục. Tiếp tục như vậy, bỏ mũi dây qua và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết thì chúng ta có thể dùng quai chèo, chúng ta khóa lại. Mọi tất cả mọi cái khóa đều khóa bằng quai chèo cái cuối cùng. Tùy theo, nếu như sử dụng bằng những loại dây kẽm dây thì chúng ta không cần phải dùng quai chèo, chúng ta chỉ cần quấn lại thì nó đã đủ chắc. Và nếu dây dễ trơn tuột thì chúng ta dùng quai chèo hoặc thắt lại thêm quai chèo một vài vòng nữa thì nó cuối cùng. Ở đây là giới thiệu cái nút đan, gọi là đan chân rết, đan bền chân rết, dùng cho những loại cái thể dẹp đan lại với nhau. Và bên này cũng vậy nữa, thì chúng ta đã có một cái sàn rất là dài. Và một trong những loại đan mành kế tiếp, cái này đan mành có tính cách mành rất là nhuyễn, rất là nhỏ, giống có những cái mành mà chúng ta treo màn cửa để cho khỏi nắng. Thì những cái này là những cây rất là vót, rất là nhỏ, chúng ta chuốt rất là nhỏ. Rồi dây chỉ cũng rất là nhỏ. Thì đầu tiên hết chúng ta có thể là đục cái lỗ, chúng ta chui cái cọng dây vào, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta đan. Hoặc là nếu như không thì chúng ta dùng một cái sơn ca, chúng ta đưa vào. Và thường thì dây này chúng ta đan bằng dây mây hay là dây dây kẽm. Thì cứ như thế này chúng ta đan. Cái mối dây dưới chúng ta bắt lên trên, mối trên để xuống dưới, đưa cây vào. Mối dưới bắt lên trên, mối trên bắt xuống dưới, đưa cây vào. Và tiếp tục chúng ta làm như vậy cho đến cây hết. Thì ở đây gọi là đan mành đơn là như vậy. Thì bên kia cũng đầu kia cũng như vậy, hoặc là nhiều đầu khác nhau, nhiều đầu, nhiều lần như vậy. Thì cái này gọi là mành đơn. Thì cái này rất là đơn giản mà rất là thông dụng trong những cái kiểu đan. Cứ quấn để cây vào, rồi chúng ta lại xoay một vòng để cây vào, xoay một vòng để cây vào. Thì ở đây là loại đan mành gọi là mành đơn. Và một trong những thể loại đan mành kế tiếp thì tôi cũng giới thiệu thêm một cái nữa. Thì chúng ta đang theo cái lối chân rết, cũng như hồi nãy chúng ta đang sàn có kiểu chân rết, và bây giờ chúng ta đang mành cũng có kiểu chân rết nữa. Kiểu này chắc hơn, đẹp hơn. Thì ở đây đầu tiên chúng ta cũng có thể làm cái sơn ca hay là quai chèo chúng ta để vào. Thường thì dùng giấy nhỏ, thực ra chúng ta dùng những cái lỗ để chúng ta buộc vào trong này cho nó chắc, cho nó dễ. Nhưng kế tiếp chúng ta đưa lên, đưa đầu lên và đang kế tiếp kéo qua xong rồi lại tiếp tục giống như hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu cái đang sàn về với chân rết. Và tiếp tục chúng ta tiếp tục làm như vậy, đan cây sát vào nhau, tiếp tục như vậy cho đến cái cuối cùng hết. Tiếp tục như vậy, và bên kia cũng như vậy nữa. Thì đây là một trong những thể loại đan mành và là đan theo lối chân rết. Và kế tiếp là nhóm gút trang trí. Chúng ta sử dụng dây làm như thế nào để cho những cái đoạn dây còn dư lại cho nó đẹp. Chúng ta buộc quà, chúng ta buộc bất cứ một cái điều gì, cái vấn đề gì, hay là một món hàng hay cái gì đó thì để cho nó đẹp. Hay là chúng ta dùng những cọng dây khi chúng ta gắn những cái còi của chúng ta vào thì làm như thế nào có những cái nút ở trên đó cho nó đẹp. Thì đầu tiên hết chúng tôi giới thiệu cái nút bên này gọi là nút cúc áo. Ngày xưa những người thợ may hồi xưa ta làm cái nút này để chúng ta làm cái nút, chứ không được giống như hôm nay mà có những cái loại nút dễ dàng để chúng ta kết vào. Thì đầu tiên hết chúng ta gấp đôi cái cọng dây như thế này, dùng cái bên này, dùng cọng dây phía ngoài bên này chúng ta gấp lại một vòng để lên. Khi gấp vào một vòng để lên trên bàn tay rồi đó thì chúng ta sẽ thấy nó như thế này, đơn giản như thế này thôi. Và chúng ta kéo cọng dây này lên, và chính cái mối dây này chúng ta lòn qua phía bên này đưa vào để làm gì, để trở thành một cái gút cà rít
mà như trong cái đoàn group Caric đã có, đã làm cho các anh chị thấy đây. Và việc kế tiếp là chúng ta dùng hai cái đầu dây này, cái đầu dây chúng ta đưa vào xoay theo cái chiều xoay của nó và qua khỏi cái nút này, cái còng dây bên này lòn lên. Kéo lên. Rồi xoay qua kế tiếp. Cũng cái mối dây kế tiếp đi qua khỏi cái đường dây này theo cái chiều quay của nó ở đây. Ta lòn lên. Ở đây. Và trên này hai cọng dây trên này chúng ta nắm lại với nhau. Hai cọng dây dưới này chúng ta nắm lại với nhau và chúng ta rút. Và chúng ta đang từng mối một để cho cái cọng dây này càng rút càng siết chặt lại. Vì có tính cách đan thành thử ra chúng ta phải từ từ, không thể nào cầm kéo một cái mà nó thành được liền. Chúng ta muốn làm cho nó tròn, cho nó đẹp, cho nó đều thì chúng ta phải từ từ chúng ta kéo, chứ không thể nào chúng ta làm nhanh được hết. Và cuối cùng khi nó đã chắc thành một cái cục như thế này rồi thì chúng ta phải cắt một đầu. Và cái đầu này còn lại thì ở bên kia nó có một cái khuy thì chúng ta xỏ vào trong cái này. Đây là cái nút ngày xưa là nó như vậy. Khi nào cởi nút mở ra khỏi cái khuy này thì đây là nút cúc áo. Và một cái kế tiếp nữa, chúng tôi xin giới thiệu một cái nút kế tiếp là cái nút cũng là làm cúc áo nữa, nhưng ở đây nó có 4 sợi. Hồi nãy thì nó chỉ có dùng một cái cọng dây chúng ta làm nút caric, rồi bây giờ chúng ta làm. Còn ở đây thì 4 cái cụm dây nó đi vào nhau và nó có 4 cái như vậy. Ở dưới này thì đã buộc chắc rồi để chúng ta khâu vào trong cái áo. Và ở đây là chúng ta làm cái nút. Ở đây đầu tiên hết chúng ta làm cái thành trong trống. Trong trống thì như các anh chị và các bạn biết, chúng ta để qua. Tiếp tục chúng ta để cái qua, chúng ta để qua. Rồi chúng ta để qua. Lòn vào cái đầu tiên. Thì ở đây là cái trong trống đầu tiên. Anh chị thấy giữa, ở khoảng giữa này. Khoảng giữa này nó có cái lỗ sẵn, có lỗ sẵn ở giữa này. Và cái việc của chúng ta là lon còng dây đi vào theo cái chiều kim đồng hồ, theo cái chiều quay của nó. Nó quay qua phía này thì chúng ta lon quay qua giữa này, đi vào chính giữa. Kế tiếp lại cũng như vậy, đi vào chính giữa, kéo lên. Cái mối dây kế tiếp cũng vậy nữa. Nhớ là lòn quá này đi vào chính giữa, kéo lên, như vậy là đã được 3 rồi. Còn một cái cuối cùng nữa, bên này nhớ cũng đi vào chính giữa rồi kéo lên. Và cuối cùng chúng ta kéo lại và nắng cho nó kỹ, kéo cho chắc thì có được một cái gút gọi là gút cúc áo. Nhưng nhớ rằng những cái gút này thường thì chúng ta phải làm bằng dây vải, chính vải. Dây vải thì chúng ta kéo lại ở đâu thì nó nằm yên ở chỗ đó. Cho nếu như chúng ta làm những loại dây trơn thì nó sẽ bung ra, khi chúng ta cắt mối sẽ bung ra. Vì vậy chúng ta phải làm bằng những dây chính vải của nó, mà rồi nó đúng màu của nó. Mà chúng ta phải may làm như thế nào cho dây vải nó chắc lại. Thì những cái đó là những cái mà căn bản chúng ta phải cần nhớ. Và cuối cùng chúng ta cắt ở trên này và chúng ta có cái nút cúc áo theo lối 4 sợi. Và cái gút kế tiếp xin giới thiệu là cái gút hoa 4 cánh. Thì cũng một trong những hình thức đang trong trống, nó tới 4 cánh. Thường thì chúng ta có cái kiểu làm giống như trong trống. Và đầu tiên hết thì chúng ta làm như thế nào để nó có 4 phần. Cộng dây chia làm 4 phần và có 4 cánh rõ rệt. Đây, như các anh chị và các bạn thấy, chúng ta chia làm 4 cánh và nó có sẵn như vậy. Rồi, cũng như hồi nãy, chúng ta bắt cánh đầu tiên chúng ta bỏ vào. Cánh thứ hai đè vào, nhớ như vậy. Đè vào như vậy, đưa qua. Kế tiếp,
tùy theo thuận tay nào, thuận phía nào để chúng ta làm. Và cái cuối cùng chúng ta vẫn bỏ nó vào trong cái cánh thứ nhất mà chúng ta đã xếp, chúng ta giữ lại đó. Và việc cuối cùng nữa là nắng làm sao cho nó đều, cho nó đẹp với nhau. Đây là gút và là hoa bốn cánh. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này nếu như chúng ta làm đơn giản, thì ở đây có thể giống như chúng ta làm cái coi thì lon sẵn cái coi vào trong cái nút này. Ở trên này chúng ta tiếp tục để chúng ta mang vào, hay là chúng ta làm bất cứ một cái gút gì nữa, cuối cùng chúng ta thắt vào và dưới này cái coi, thì đây là nó bốn cánh. Hoặc là bất cứ một trường hợp nào chúng ta muốn làm một cái nút để nó có bốn cánh như thế này thì chúng ta cứ việc làm. Thì cái công dụng của nó là một cái loại hoa bốn cánh, từ đó chúng tùy nghi chúng ta sử dụng, cho nên mình không nhất thiết là nó phải nằm theo một cái nào phải làm như thế nào. Thì đây là cái lối trang trí. Đã nói trang trí rồi thì nhìn vào cái sáng kiến của chúng ta để chúng ta làm như thế nào cho nó hoàn hảo. Và tiếp theo là một cái gút kế tiếp, gút hoa. Hồi nãy chúng ta làm hoa bốn cánh, thì bây giờ chúng ta làm thì tiếp tục cái hoa nữa. Muốn có tám cánh thì chúng ta cũng làm một cái hoa bốn cánh để chúng ta biến thành một cái hoa tám cánh. Thì đầu tiên hết chúng ta làm thành một cái hoa bốn cánh như thế này đây. Và kế tiếp chúng ta cũng bất cứ mối dây nào và chúng ta bỏ ngược nó lại. Như vậy là chúng ta làm hai lần bốn cánh. Như vậy chúng ta kéo lại, và khi chúng ta kéo lại như vậy thì ở mỗi góc như thế này, ở dưới này có bốn cái này, và chúng ta có thể kéo bốn cái này ra. Dĩ nhiên là bốn cái này khi chúng ta làm như vậy không phải bốn tám cánh mà tám cánh bằng nhau được, bốn dài bốn ngắn, thì cái đó thì nhìn thấy nó mới có cái hay ở trong đó. Đây, thì khi để vào như vậy thì chúng ta sẽ có được cái hoa tám cánh tùy theo dài ngắn. Nếu dài ngắn thì chúng ta chỉnh những cong này, bớt bên này kéo bên kia, là tùy thuộc, bớt cái mối ngoài này kéo bên này tùy thuộc, thì chúng ta có thể làm như vậy. Và bớt cái mối này chúng ta kéo mối này, thì cũng như vậy, đều như vậy, bớt mối này chúng ta kéo. Theo tôi thì nếu tám cánh giống nhau hết thì nó không có đẹp, mà bốn dài bốn ngắn thì nhìn thấy nó hay hơn, thấy nó có vẻ nó thẩm mỹ. Thì những cái đó cũng là một ý kiến thôi, còn tất cả toàn bộ thì đều là do cái idea của các anh chị, cái nhìn của các anh chị làm như thế nào để cho nó đẹp. Thì đây là một cái tám cánh, và khác ở chỗ ở đây nó nhìn thấy dưới này cái phía bốn, trên này cũng là chữ thập. Kế tiếp trong cái nhóm trang trí thì chúng tôi giới thiệu một cái gút trang trí kế tiếp là gút gọi là gút màng cửa. Cái này nó có ba cánh, thì cũng như gút bốn cánh chúng ta tạo như thế nào đó để cho nó có cái hình ba cánh. Đầu tiên chúng ta dùng dây chúng ta tạo thành để có ba cánh. Các anh chị thấy nó có ba cánh như vậy, cũng như cái gút bốn cánh thì chúng ta dùng cái đầu tiên phía nào cũng được hết, một trong ba cánh chúng ta lật qua, chúng ta lật kế tiếp, rồi cái cuối cùng chúng ta xỏ vào trong này, chúng ta đan lại với nhau, kéo lại với nhau, chúng ta thắt lại với nhau, thì nó có được cái ba cánh ở đây. Ta dây màng, vì là dây màng hình thử ra là đầu này chúng ta đã buộc vào trên, và đầu này khi chúng ta kéo vào dây màng, kéo cái màng vào, đầu này đã buộc sẵn ở trong thành cửa sổ, và chúng ta kéo màng vào, dùng hai mối này chúng ta buộc lại cái màng lại với nhau, hình thử ta gọi là dây màng ba cánh.
ở đây một cái để kéo cái màng vào, bên kia một cái kéo màng vào. Nó đơn giản như thế đó thôi. Thưa anh chị, đây dây màng ba cánh, hay là còn gọi là hoa ba cánh, là dây màng ba cánh. Và kế tiếp thì từ ba cánh chúng ta có thể biến nó thành sáu cánh, từ bốn cánh chúng ta có thể biến thành tám cánh, thì cũng một hình thức như vậy. Bây giờ thì không phải là dùng để buộc cái dây màng nữa, mà trở thành cái hoa sáu cánh. Thì cũng như vậy, chúng ta đưa cái cọng dây này ngược chiều của nó, đưa qua này ngược chiều của nó, ngược lại bên này, ngược lại, và cuối cùng cái đầu dây này xỏ vào trong. Và chúng ta nắn, chúng ta kéo lại. Thì cũng giống như cái bốn cánh, thì khi chúng ta nắn, chúng ta kéo lại, thì ở dưới này, phía dưới của nó cũng có ba cái vòng, mà tùy thuộc chúng ta dài ngắn để chúng ta kéo nó ra. Dài hay ngắn thì chúng ta tùy thuộc. Chúng ta mở cái này ra và chúng ta kéo. Mỗi này chúng ta mở cái này ra, chúng ta kéo cái mối này, rồi chúng ta mở cái mối này ra, chúng ta kéo mối này, thì nó có hoa sáu cánh, tùy thuộc chúng ta muốn làm dài hoặc ngắn, sáu cánh dài hoặc là sáu cánh ngắn, cái này tùy thuộc vào chúng ta. Và đây là cái guốc hoa sáu cánh. Tiếp theo là một cái guốc gọi là guốc hoa trang trí. Thì các anh chị thường thấy, các em thường thấy, khi chúng ta dùng một cái vải hay là gì đó để chúng ta quấn quanh một cái cột, rồi cuối cùng chúng ta muốn lấy cái vải đó, chúng ta làm một trở thành một cái hoa, thì điều đơn giản là chúng ta đầu tiên hết thì nó đơn giản, không, cái này rất là đơn giản. Đây là một hình thức buộc dây dày, chứ không có gì khác lắm, mà điều chúng ta gọi trong cái trang trí chúng ta gọi là guốc hoa trang trí thôi, chứ không có gì khác. Ở đây một hình thức buộc dây dày, mà ở đây chúng ta giống như chúng ta dùng dây vải, chúng ta buộc quanh một cái cột, quấn quanh cái cột chẳng hạn, rồi cuối cùng chúng ta muốn làm đó thành một cái hoa thì chúng ta buộc như thế này, hai đầu như thế này, rồi cuối cùng chúng ta buộc thành một cái hoa, trở thành một cái hoa. Mà ở đây vải, vì là vải nên từ đó chúng ta cứ thấy nó trở thành một cái hoa. Chứ còn nếu như mà chúng ta dùng cái cọng dây như vậy thì thực ra chúng ta cảm nghĩ rằng đây là buộc dây dày, nhưng thật sự ra khi nó vải thì chúng ta xếp những cái vải đó nó trở lại thì nó có cái hình, nó dễ dàng nhìn, dễ thấy hơn là chúng ta nhìn cái hoa. Nhưng đơn giản nó dễ hiểu hơn là một hình thức buộc dây dày, thay vì dây dày chúng ta buộc ngay đôi giày. Ở đây là cái cột, chúng ta buộc canh cái cột và chúng ta thấy một cái hoa nằm trên cái cột và hai cái cọng dây xuống, nó thòng xuống dưới, thì như vậy nhìn thấy nó là hay. Ở đây cho rằng đây là phần trên và đây là phần dưới thì rất là nhìn thấy. Đây đơn giản gọi là cái hoa trang trí. Tiếp theo nút trang trí, tôi xin giới thiệu cái nút gọi là nút hoa mai. Hoa trang trí dùng những loại dây tương đối là dẹp hoặc là hơi cứng một chút xíu thì nó dễ. Đầu tiên hết chúng ta gấp cái cọng dây lại, gấp cọng dây lại như thế này đây, gấp lại và chỉnh cái cọng dây này. Thì chúng ta đang tiếp đầu dây kia, chúng ta xỏ vào, kéo cho nó vừa cái cánh chúng ta muốn lớn hoặc nhỏ. Và như thế này đây, chúng ta là giữ chính nó, giữ lại nó, làm cái khoen giữ nó. Chúng ta nắn sao cho cái cánh cho nó đều, cho đẹp bằng nhau như thế đó. Rồi tiếp tục ở đây có hai cái mối này, nó tạo thành cái khoen giống như hồi nãy, cái vòng kia nó tạo thành cái khoen, nắm hai mối này và cùng tiếp tục bỏ cái cọng dây phía đầu này vào. Chúng ta kéo lại và chỉnh nó, hai cọng dây này chúng ta nắn lại với nhau, giữ lại, càng đi chắc vào, sát vào nhau thì nó càng dễ, để cho chúng ta càng thấy dễ làm. Tiếp tục, vì là trang trí thành thử ra nó rất là mất công, ra phải kiên nhẫn, nếu không kiên nhẫn thì những cái loại này chúng ta rất là khó làm. Thì đây cũng là một trong những cái mục đích mà chúng ta học guốc
học gút không phải chỉ có làm gút mà phải học ngay cái chính cái đức tánh kiên nhẫn của chúng ta. Những cái này là những điều quan trọng của cái môn gút. Một phần nữa thì khi chúng ta nhớ rằng chúng ta học gút thì ở trong này thì trong cái ngũ minh pháp chúng ta cũng có một phần, cái này là về công sở minh, thì các anh chị cũng biết thì đây là một trong những cái mà đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn để thực hành. Ở đây và cuối cùng là chúng ta lọn vào trong cái mối có sẵn, cái mối này. Đây, để chúng ta nhớ nhét vào bên này, khóa nó lại. Kéo nó lại với nhau. Và hai cái mối này chúng ta dùng để, vì là nếu như là còng dây cứng thì nó khó để mà nó bung ra. Về đây chúng ta đây, gọi là hoa sáu cánh, hoa mai tám cánh, hoa mai sáu cánh, hoa mai năm cánh. Thì cái này tùy thuộc chúng ta muốn làm bao nhiêu cánh, thì cái này tùy thuộc chúng ta muốn hoa mai 12 cánh cũng được, không sao hết. Thì cứ tiếp tục đan thì sẽ thành cái gọi là hoa mai, gút hoa mai. Rồi tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu một cái gút trang trí kế tiếp, đó là gút trang trí loại cánh bướm. Thì ở đây những cái loại trang trí thì chúng ta thường sử dụng cho những cái loại dây vải mà chúng ta khi chúng ta buộc vào thì nó có những cái hình dạng khác nhau. Thì đây đầu tiên hết chúng tôi xin giới thiệu cái cách làm nó như thế này. Cũng là một cái hình thức như vậy. Chúng ta để vào. Cũng như nút hoa mai. Gút hoa mai chúng ta dùng cái mối này, chúng ta để qua thì thay và kế tiếp như vậy, cũng dùng cái mối này nữa và chúng ta để vào. Một lần nữa thêm một cánh nữa thì cánh bốn cánh chúng ta để vào. Chúng ta có bốn cánh và nhớ rằng cái đường này phải để vào trong. Chúng ta xỏ qua bên này, chúng ta kéo nó lại, chúng ta thắt nó lại, rút lại. Mới nhìn ra vào thì giống như chúng ta thắt chữ thập. Tất cả các mối nó đều được khóa lại với nhau. Và khi như thế đó, và khi nếu như ở trên cái cột thì khi chúng ta đi cánh thứ hai chúng ta lòn vào cái cột, và cánh này chúng ta buộc vào phía sau cái cột. Như vậy nó còn lại chỉ có hai cánh này thôi. Cánh này thì nó đã nằm vào sau cái cột, chúng ta lòn vào. Cái này nó sẽ lòn vào nữa và cuối cùng chúng ta chỉ còn có lại có hai cánh. Nhắc lại một lần nữa, thưa các anh chị, ở đây khi mà chúng ta làm gút là điều quan trọng là chúng ta nắn. Phải biết nắn mà chịu khó để nắn, uống nắn nó. Chứ còn nếu không đi nữa thì nó rất là dễ. Em nghĩ như đó đủ rồi. Và đầu này thì chúng ta đã lòn vào và đầu này chúng ta buộc vào hai cánh này thì gọi là hai cánh. Thì gọi là giống như là cánh bướm, tạm gọi là cánh bướm. Thành thử
Đây là cái gút. Và gút trang trí cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu, đây là một cái gút trang trí gọi là gút mình đan. Cái này kiên nhẫn để mình chúng ta đan, mà nhìn vào cách làm thì nó dễ hơn là chúng ta nói. Vì vậy chúng ta dây thì chúng ta xếp sẵn, nó có như vậy. Chúng ta lòn vòng dây này xuống dưới. Vòng dây này lòn vào, chúng ta để vào. Bên này cũng để xuống dưới. Chúng ta để tạo cho có cái dáng hình vuông đó đi cho nó dễ. Tại vì khi chúng ta đan xong nó có cái dạng hình vuông. Và cái cọng này chúng ta cũng lòn ở dưới. Lòn dưới này. Đưa vào giữa, khoảng giữa. Rồi, khi chúng ta đưa vào khoảng giữa rồi thì lấy nó lên. Và chúng ta đè cọng dây này xuống. Đè cọng dây xuống rồi dỡ cái này lên, dỡ cọng dây này lên. Chúng ta chui xuống cả hai cọng dây này, dài này. Qua tới bên đây rồi thì chúng ta đã biết như thế nào rồi. Này nó nằm trên chúng ta phải đè dưới, cái này dưới thì chúng ta phải bắt lên. Vì đè nó dưới chúng ta không cần phải đụng tới nó, bắt cái này lên. Được. Chúng ta kéo. Kéo qua tới này rồi. Chúng ta kéo này ra. Và chúng ta bỏ xuống dưới. Chúng ta lại đi vòng ngược trở lại, vòng ngược trở lại như thế này. Thì đây đè nó xuống, bắt nó lên, đè nó xuống, bắt nó lên. Bắt nó lên, đè nó xuống, bắt cái này lên. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái gút đan. Bây giờ cái việc cuối cùng của chúng ta nữa là phải kéo lại với nhau, kéo lại với nhau. Kéo tất cả các cái dây lại với nhau. Cho nó đều. Thì khi nó đều rồi thì từ từ nó sẽ có một cái vòng đan rất là chắc, mà nó có hình dạng gần như là vuông hay là hình chữ nhật. Thì cái này chúng ta có thể khi chúng ta làm còi, chúng ta sẽ dùng nó để làm trong cái gút dây còi, trang trí trong dây còi. Thưa các anh chị, đây là cái gút. Chúng ta càng kéo vào nhiều thì nó càng chắc lại. Kéo vào nhiều thì nó càng chắc lại. Cứ như vậy mà chúng ta siết từ từ vào. Và đây là cái chỗ cái còi. Mà khi chúng ta đan tới cái mối này thì chúng ta nhớ chúng ta phải để cái còi, cái mối này vào, cái còi vào phía cái mối này. Và đây là cái kế tiếp mà chúng ta có thể đan, chúng ta làm tiếp. Còn nếu chúng ta muốn đan nữa thì đây là những cái hình dạng mà chúng ta có thể kéo ra. Tiếp tục để chúng ta xỏ qua, xỏ về ở trong trong những cái vòng này. Để tạo thành những cái hình vuông khác. Nó dài hơn, nó bự lớn hơn. Thì đây là một cái nút, gọi là nút đan theo cái lối trang trí. Thưa các anh chị, vừa rồi là sự trình bày của chúng tôi qua cái tập tài liệu Hợp đồng Thanh niên do gia đình Phật tử phát hành trong cái kỳ trại huyện Trang 4 vừa qua. Với khả năng và sự hiểu biết của tôi thì hy vọng rằng sẽ góp được một phần nào cùng với các anh chị trong sự hướng dẫn các em về gút dây. Chắc chắn rằng có những cái điều thiếu sót hoặc là tôi không nắm bắt được ý của các anh chị khi viết ra, thì mong rằng các anh chị thông cảm và góp vào trong khi mình hướng dẫn các em. Một điều tôi muốn nhắc nhở đến các anh chị là cái phần gút dây nó cũng là một trong ngũ binh pháp mà trong cái tổ chức của chúng ta đã đề ra, đó là công xảo minh. Thì hy vọng rằng các anh chị sẽ có một cái nhìn đứng đắn hơn, rõ rệt hơn khi chúng ta hướng dẫn đồ sinh về dạy gút. Không phải là chỉ có tháo dây, gỡ dây, làm gút để cho nó chắc cho bền, mà ở đó là một trong những cái phần đem lại cái sự tu tập của chúng ta, là điều căn bản của tổ chức dân của chúng ta. Xin kính chào quý anh chị. Sen trắng muôn đời, ta đoàn hình trường áo làm về đây.
vượt bao khó khăn ta đi suốt con đường, tìm chân thiện lý ta quy về Tam Bảo, sen trắng dạng người Phật giáo Việt Nam, ta đoàn Việt Nam thanh lam về đây, mặc màu áo làng ta nên gắng vươn lời, đèn lên tâm trí ta kêu lớn ra lành. Xin trời mơn đạo Phật giáo Việt Nam.